chương 81 Đại mạc cổ tháp mị ảnh năm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từ thần huy bị thẩm phong giác một câu nói sợ đến lùi về sau vài bộ Nơm nớp lo sợ dơ đăng chiếu vị này tượng Phật Nhìn kỹ một chút Chớ nói nhảm, này không phải là cái điêu giống chứ Thẩm phong giác lại nhiều liếc mắt nhìn Này tượng Phật cùng trước gặp qua cái kia dài đến khá giống Cũng có hai người cao bao nhiêu Mặt thân thể mập, vẻ mặt hung sát, giống y như thật. Có điều như thế nào đi nữa xem, cái kia con mắt cũng là dùng nước sơn họa đi ra, cùng chân nhân con mắt hoàn toàn khác nhau. Thẩm phong giác thấp giọng tự nói. Kỳ quái, vừa nãy rõ ràng động A. À. Ha 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 a, à, từ mập mạp rốt cục tóm lại cơ hội, trào phúng đạo, cũng không biết trước là ai, chỉnh thiên nhất của một kẻ yếu chê chúng ta tiểu quân muội muội nhát gan, sự thực chứng minh, kẻ nhát gan nhất rõ ràng là ngươi. Thẩm phong giác bị hắn một trận trách móc, trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời, nhưng vẫn cứ muốn cứu danh dự. Ngươi tiểu quân muội muội là cái hí tinh có được hay không? Nàng vừa mới bắt đầu giả dạng làm cái kia dáng vẻ, ta đương nhiên cho rằng nàng là người nhát gan quỷ. Thí liệt, từ thần huy không phục, nàng được kêu là mưu lược, gọi cơ trí, có hiểu hay không? Dẹp đi đi. Thẩm phong giác miệng đều sắp viết đến bên tai nữ đội cổ động viên trường còn đang khóc lương băng lấy ra đội trưởng khí thế đến hướng về phía tất cả mọi người vung tay lên chúng ta tiếp tục đi xuống đem trong tay cầu bổng đã cầm cẩn thận đi ra cái gì đánh cái gì cõi đời này căn bản cũng không có cái gì yêu ma quỷ quái chớ bị như thế điểm nhi âm thanh làm sợ này lời nói mặc dù sức thuyết phục có chút thấp thế nhưng các đội viên vẫn là theo lại đây những người này chưa từng có trải qua chuyện như vậy trong khoảng thời gian ngắn rất khó tin tưởng hội có quái vật gì. Lương Băng kiểm lại một chút nhân số, một cái cũng không thiếu. Ngươi đi được nhanh, cái này cho ngươi đi. Vu Tiểu Quân đem trong tay đang đưa cho Lương Băng. Cảm ơn, ngươi thật tốt. Lương Băng mỉm cười nhìn Vu Tiểu Quân, đây là chiêu bài của hắn nụ cười, hấp dẫn không ít fans, đặc biệt là nữ fans. Bình tĩnh mà xem xét, Lương Băng tướng mạo rất anh tuấn, ngũ quan đẹp đẽ tóc nhiễm năng quá, là loại kia hàng hệ thủy triều tiểu sinh trang phục. Tin tưởng nếu như hắn hướng về trên sàn thi đấu vừa đứng, hội có một đám nữ sinh vẫy vẫy cờ nhỏ cho hắn ủng hộ. Vu tiểu quân khoát tay áo một cái. Không khách khí. Bạch Khải từ bên cạnh lãm quá bả vai của nàng, cũng mỉm cười trước đối lương băng nói rằng. Không sao, nàng theo ta dùng một chiếc đăng liền được rồi. Nam nhân như thế nở nụ cười, bên cạnh đội cổ động viên trường không nhịn được xem thêm hắn vài lần, trong lúc nhất thời đã quên gào khóc. Lương băng ánh mắt khẽ biến, thu hồi nụ cười, xoay người đi ở trước nhất. Đều đi theo ta. Chờ đội ngũ tiếp tục hướng về tiến lên tiến vào thời điểm, đi ở phía sau từ thần huy khá là đắc ý nói. Mặc kệ là luận tướng mạo luận khí chất, chúng ta bạch tiên sinh đã so với tên tiểu tử kia cường hơn nhiều. Vu tiểu quân lần này cũng đi ở phía sau, nghe vậy liền hỏi tại sao phải so tài cái này? Từ mập mạp không nói gì. Hắn quả nhiên là cái đương gia trường mệnh, cả ngày thao không xong nát tâm tư, người trong cuộc phản xạ hồ nhưng có dài như thế. Thẩm phong giác nhưng còn trong lòng thương hắn đặt chế đèn trong. Vật kia thật sự rất đáng giá ai, độc nhất chế tác công nghệ, thành phẩm cự cao, không ngoài bán. Ngươi lại liền như thế đưa cho tiểu tử kia. Vu tiểu quân cũng rất bất đắc dĩ, Bọn họ đều là vận động viên, thể lực được, đi được rất nhanh. Ai? Vừa nãy ta vẫn ở mặt trước cho bọn họ đánh đăng, lui. Bạch Khải bất thình lình tiếp một câu. Ta thể lực cũng rất tốt. A. À, Vu Tiểu Quân còn không tìm được trọng điểm. Thế nhưng, Bạch Khải tiếp tục nói, ta thể lực hội dùng ở cần thời điểm. Phốt. Từ mập mạp che miệng, hầu như cười ra tiếng. Mấy người đang thấp giọng trò chuyện từ mập mạp bả vai tiểu nữ hài bỗng nhiên lên tiếng a à, làm sao từ thần huy ngẩng đầu lên tiểu cô nương này vẫn rất ít nói lại đều là trốn ở một bên tồn tại cảm rất thấp những người kia kỳ kỳ dùng mềm mại ngón tay chỉ vào phía trước tám người bóng chày đội quái vật mùi vị càng nặng bạch khải sững sờ cái gì từ thần huy nhỏ giọng giải thích kỳ kỳ nói đám người kia bên trong khả năng có một cái là quái vật. Vu tiểu quân cũng là cả kinh. Cái nào? Kỳ kỳ lắc lắc đầu. Thực sự xin lỗi, ta sức mạnh quá nhỏ, không thấy được. Có điều, luôn cảm thấy hiện tại khả năng là hai cái quái vật. Từ thần huy che miệng, miễn cho kêu thành tiếng. Hai. Hai cái. Chỉ là khả năng. Kỳ kỳ rất thật không tiện, ta thật vô dụng. Nếu như tỷ tỷ ta ở đây, các nàng nên có thể lập tức liền phân biệt ra được đi. Từ thần huy liền vội vàng lắc đầu. Không không, không muốn các nàng, ngươi càng khả ái. Vu tiểu quân nhìn bóng chày các đội viên bóng lưng. Phía trước tổng cộng là 8 người, thất nam một nữ. Nếu như bên trong có quái vật, nhất định phải hãy mau đem nó tìm ra mới được. Bạch Khải thấp giọng hỏi. Thứ hai quái vật là lúc nào hỗn tiến vào kỳ kỳ suy nghĩ một chút lại lắc đầu ta cũng không quá chắc chắn có phải là có thứ hai thế nhưng từ thượng một tầng hạ xuống chi hậu cái cảm giác này bắt đầu tăng thêm bạch khải gật gù đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu cảm ơn ngươi a à. kỳ kỳ sửng sốt một chút tựa hồ có hơi thẹn thùng đem mặt chôn ở từ thần huy trên bả vai thẩm phong giác nói rằng ta kiến nghị cùng đám người kia giữ một khoảng cách để bọn họ đi ở trước nhất Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, chúng ta liền chạy ngược về." Vu Tiểu Quân lắc đầu nói. "Như vậy không tốt lắm, quái vật kia rất khả năng là sấn chúng ta không chú ý thời điểm hỗn tiến vào, vẫn là nhìn kỹ chút nhi càng tốt hơn." Thẩm Phong giác trừng mắt nàng. "Ta thu hồi trước nói, bởi vì hiện tại cảm thấy ngươi thật là một ngốc lớn mật." "Vu Tiểu Quân." Câu nói này nàng không có cách nào phản bác, không biết có phải là tuổi thơ những kia tao ngộ duyên cớ nàng đối nguy hiểm cùng khủng bố nhận biết độ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Phổ thông nữ hài e ngại sự tình, nàng tịnh không có quá to lớn cảm giác. Lần này ở trong không gian gặp phải các loại sự kiện quỷ dị, tuy rằng có e ngại, thế nhưng đáy lòng nhưng có cái âm thanh vẫn dục nàng hướng về trước. Coi như hoảng sợ hội làm người dừng lại không trước thậm chí co rụt về đằng sau, nhưng không nghĩ ngồi chờ chết. Lại như nàng còn nhỏ tuổi bị giam tiếng vào cô nhi viện phòng gian nhỏ, lại liều mạng từ bên trong chạy đi như thế. Vu tiểu quân chính rơi vào hồi ức cùng suy nghĩ, trên tay mềm nhũng, lại bị nhân nắm chặt rồi. Có ta ở, nàng như thế nào cũng có thể. Bạch Khải trên chết liếc thẩm phong giác một chút, dù sao cũng là ta che chở người, người nói chuyện cũng cẩn thận một chút. Từ thần huy lập tức dùng hai con mập tay nhỏ giọng vỗ tay, vu tiểu quân cúi đầu mặt đỏ, làm bộ không thèm để ý tiếp tục bước đi, trên tay nhưng không thoát được chỉ có thể bị bạch khải tiếp tục nắm. Thẩm Phong giác hừ một tiếng. Nơi này mạnh nhất rõ ràng là nàng. Đang khi nói chuyện, đại gia lại đi tầng tiếp theo. Bởi vì tầng này không có thứ gì, đoàn người đại thể nhìn một chút, liền tiếp tục đi xuống. Xuống chút nữa một tầng, lại xuất hiện một tòa tượng Phật, xem ra này trong tháp cổ tượng Phật là cách tầng đặt. Cái này tượng Phật thật giống khá là hài lòng, từ thần huy trước tiên đi lạy bái hy vọng có thể phù hộ chúng ta dọc theo đường đi bình yên vô sự. Có tượng Phật thì có bàn thờ, có người đi dưới bàn thờ lại tìm tới một hòm đồ ăn, đuổi tới một tầng gần như. Đại gia tùy tiện cầm một điểm, thả ở trên người. Vu tiểu quân ngắm nhìn bốn phía, hỏi thẩm phong giác. Trước ngươi không phải vẫn ở xem bích họa sao? Cố sự giảng đến chỗ nào rồi? Ách, chính ta đã đã quên. Thẩm phong giác đối bích họa đã hoàn toàn mất đi hứng thú, nghe thấy hỏi lên như vậy, mới cầm đăng quá khứ nhìn một chút. Ôi, hắn một bên xem vừa nói, cái này đại yêu quái thật giống gặp gỡ chuyện phiền toái. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Đại mạc cổ tháp mị ảnh 6 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Phiền toái gì? vu tiểu quân đi tới. Bích họa họa đắt hơi thô ráp, còn có chút loang lỗ, có địa phương đã bóc ra, nhìn ra không quá rõ ràng. Ngươi xem nơi này, thẩm phong giác chỉ vào một chỗ, cái này đại quái vật không biết bị món đồ gì đã thương, rơi đến trong sơn cốc. Vu tiểu quân nhìn kỹ một chút, quả nhiên có hai cái tượng ngọn núi như thế đồ án, thung lũng trong lúc đó họa có nước chảy, có cái khuôn mặt không rõ giống người mà không phải người đông tây đi ở bên trong, chỉ lộ ra nửa người. Đây chính là quái vật kia. Quái vật này tóc rất dài, che chắn hơn nửa khuôn mặt cùng thân thể, chỉ lộ ra một con mắt đến. Đối, phía trước mấy tầng giảng đều là chuyện xưa của nó, thẩm phong giác nói rằng, vật này không thấy được nam nữ, có điều quái vật nên cũng là không phân biệt nam nữ. Ngươi nói cái kia hội phép thuật người đâu. Vu tiểu quân ánh mắt ở trên bích họa tìm kiếm trước, cái kia thần tiên. Không không, Ta bây giờ hoài nghi vậy cũng là cái quái vật, khả năng chính là nhân ngoại hình. Thẩm phong giác nói rằng, tên béo nói rất đúng, thần tiên làm sao sẽ cùng quái vật làm bằng hữu. Vạn nhất chính là hai người bọn họ đánh tới đến rồi đây. Nên không phải chứ, thẩm phong giác nâng trong tay đăng, vừa đi một bên xem, tầng này ở trong đã chưa từng xuất hiện cái kia hội phép thuật người, mặt trên hai tầng ta cũng không có nhìn kỹ, trung gian thật giống lọc một đoạn lớn nội dung vỡ kịch. Hắn nhún nhún vai, cũng không để ý, có điều chùa miếu trong tháp cổ xuất hiện loại này bích họa tịnh không kỳ quái a, à, phần lớn đều là đang giảng làm sao hàng yêu trừ ma. Ta đoán phía dưới mấy tầng bên trong nhất định sẽ xuất hiện một cái đắc đạo cao tăng, ngươi cảm thấy thế nào? Vu Tiểu Quân lắc lắc đầu, lại xem thêm quái vật kia vài lần. Ta không biết a. À. Nàng dừng một chút, lại nói. Cảm giác cái này quái vật cũng thật đáng thương, phía trước còn sống được tứ không e dè tới đây bỗng nhiên liền bị đánh đổ. Nó có phải là làm chuyện xấu gì? Cũng không có, Thẩm Phong Giác nói rằng, phía trước mấy tầng trong bích họa, chỉ nói nó pháp lực vô biên phi thường lợi hại, tịnh không có nói nó làm sao độc hại sinh linh. Có điều trung gian ta lậu nhìn mấy tầng, khả năng vẫn là xảy ra vấn đề gì đi. Vu Tiểu Quân không nói gì thêm, cầm đăng nhìn một vòng. Trong bích họa mặt chỉ biểu hiện quái vật bị các loại đánh bại, hành hạ đến rất thảm, thậm chí có chút thê lương. Không có bất kỳ người nào cùng quái vật đến giúp nó, nó liền như vậy lẻ loi xuất hiện ở trong bích họa. Bị đánh rơi ở thung lũng, hoặc là bị hỏa thiêu đắc vô cùng thê thảm, hay hoặc là bị hành hạ đến nằm trên đất không thể động đậy. Bích họa chỉ biểu hiện ra quái vật thống khổ, nhưng không có biểu hiện bất kỳ cái gì khác tương quan sự tình, cũng không biết đến cùng là ai đem nó đánh thành bộ này dáng vẻ. Vu tiểu quân chính nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên cảm giác bên người đứng cá nhân, nàng quay đầu nhìn lại, nhưng là lương băng. Những này họa có phải là rất đắt giá? Người trẻ tuổi dùng tay sờ sờ vách tường, kết quả một khối nhỏ bích họa lập tức trụng xuống, dính ở trên ngón tay của hắn. Nhẹ chút nhi a. À. Thẩm phong giác nói ngăn cản. Xin lỗi xin lỗi, lương băng vội và lấy tay rụt trở về, lúng túng cười cợt, mới lại nói, này cổ tháp rất quái, Ta không có chuyện gì cũng thường thường đi ra ngoài du lịch, nhưng là xưa nay chưa từng thấy có tương tự tòa tháp này. Ân. Ừ. Vu Tiểu Quân gật gù, không muốn cùng hắn giải thích quá nhiều, ta rất ít du lịch, kiến thức rất ít. Không sao a, à, lương băng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, ta có cơ quan du lịch bằng hữu, cũng tham gia lưu hữu đội, quay đầu lại ngươi muốn đi du lịch liền tìm ta, ta an bài cho ngươi. Vu Tiểu Quân cười cật. Cảm ơn thẩm phong giác biểu môi, tiểu tử này xác thực có chút quá ân cần, có điều bạch khải người đâu. Ở một bên khác, nữ đội cổ động viên trường chính ngồi chồng hỗn trên mặt đất cùng kỳ kỳ nói chuyện. Nàng tự hồ rất hội đậu tiểu hài tử, hai người chung đụng được vô cùng hòa hợp. Từ thần huy hết sức hài lòng đụng một cái bên người bạch khải. Cô nương này rất tốt. Bạch Khải nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Cái nào? Từ mập mạp dở khóc dở cười nơi này ngoại trừ tiểu quân ở ngoài không cũng chỉ có như thế một cô nương há bạch khải liếc mắt một cái thật giống vân từ thần huy bất đắc dĩ bạch tiên sinh ta là người từng trải có lời gì liền nói thẳng ngươi đối tiểu quân thú vị ta là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng a bạch khải nhìn hắn từ lão tổng gấp cái gì gấp từ thần huy làm cái ôm một cái tư thế Vội vã để cho các ngươi hai nhanh lên một chút cùng nhau. Bạch Khải trầm mặt một chút, cười khẽ lên. Ở đây, bất cứ lúc nào muốn đối mặt tử vong cùng nguy hiểm, bây giờ nói chuyện như vậy không quá thích hợp. Làm sao không thích hợp? Từ mập mạp chỉ chỉ cách đó không xa Lương Băng, ngươi không thấy tên tiểu tử kia tổng muốn cho tiểu quân bên người chen sao? Cái tên này khẳng định không có ý tốt. Bạch Khải hít một hơi thật sâu. Tiểu quân nàng có mình lựa chọn quyền lợi bởi vì ở đây nàng tiếp xúc nhiều nhất nam nhân chính là ta có lẽ sẽ ở thời kỳ không bình thường đối với ta sản sinh ỷ lại cùng độc nhất trong lòng ta cảm thấy nàng đối lương băng cũng không phiền chán nếu như chỉ là phổ thông giao hữu ta cũng không cần thiết tượng cái gà mẹ như thế theo từ thần huy dùng mũi ở trong không khí cố ý ngửi một cái thật giống lúc ẩn lúc hiện có chút vị chua nhi lại thật giống không có a à. Bạch Khải. Bạch tiên sinh, ngươi này thố ăn được như có như không. Nếu không là ta loại này trong hôn nhân mặt trèn luyện quá lão nam nhân, vẫn đúng là hội đối với ngươi mới vừa nói tin là thật. Bạch Khải. Khụ, ta qua xem một chút. Đoàn người nghỉ ngơi chốc lát, cũng sắp xếp gọn đồ ăn, chuẩn bị tiếp tục đi xuống, chính vào lúc này, này nặng nề tiếng gào thét lần thứ hai hưởng lên. Đại gia cấp tốc đem đăng toàn bộ tắt ngưng thần nghe dưới lầu động tĩnh Vẫn cứ không có thứ gì. Mụ nội nó, từ mập mạp đem đăng ấn theo lượng, trạm lên, vật này là không phải cố ý hù dọa chúng ta, vui đùa chúng ta chơi đùa a. Hắn một câu nói nói xong, lại không nhân phản ứng hắn. Từ thần huy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt của mọi người đi thẳng tắp theo dõi hắn phía sau. Làm sao? Hắn theo ánh mắt của mọi người quay đầu đi, vị này tượng Phật ngay ở phía sau hắn bởi từ thần huy đăng nâng đắc hơi cao, vì lẽ đó này tượng Phật hơn nửa người đều có thể nhìn ra thanh thanh sở sở. Lần này, từ mập mạp bản thân một bên lùi về sau, một bên kinh ngạc thốt lên lên. Ông trời của ta gia A, này tượng Phật con mắt thật sự động. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Đại mạc cổ tháp mị ảnh 7 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com từ thần huy hào như thế một cổ họng lắc lắc tròn vo thân thể liền hướng bên cạnh trốn còn không quên kéo một cái đứng bất động kỳ kỳ thực sự là thật đáng sợ hắn nhắm mắt lại tử đã không muốn lại hướng về tượng phật trên mặt xem chúng ta hiện tại hướng về chỗ nào chạy chu vi vang lên hỗn loạn tiếng bước chân cùng tiếng kêu sợ hãi xem ra này mấy cái bóng chày đội viên cũng đều nhìn thấy Lương băng vẫy tay. Mọi người im lặng một hồi, yên tĩnh một chút. Hắn đã nghiễm nhiên trở thành tầng này người phụ trách. Các đội viên thoáng yên ổn, mấy người chen ở hướng về thượng một tầng bậc thang nơi, mấy cái khác thì thôi kinh chuẩn bị hướng về tầng tiếp theo chạy trốn. Đại gia đừng vội. Lương băng đem trong tay đang dơ lên đến, quay về tượng Phật soi rọi, vừa nãy có thể là ánh đèn lập tức sáng quá, vì lẽ đó xem hoa mắt từ mập mạp e sợ cho thiên hạ không loạn, lớn tiếng nói. Lại không phải ta một người nhìn thấy, các ngươi có phải là đã nhìn thấy? Mấy cái đội viên một mặt sợ sệt gật đầu, nữ đội cổ động viên trường lại bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Từ thần huy hừ một tiếng, hướng về phía vu tiểu quân cùng Bạch Khải nói rằng. Các ngươi thì sao? Vu tiểu quân chính ở nghi ngờ không thôi, vừa nãy trong nháy mắt đó, nàng sát sát thực thực nhìn thấy vị này tượng Phật con mắt ở động. Này con ngươi rõ ràng có thể rơi vào tiêu điểm thượng, thậm chí từ trên mặt mọi người nhất nhất đảo qua. Lại như là vị này tượng Phật đột nhiên sống như thế. Thế nhưng hiện tại lại nhìn sang, này ánh mắt lại lại biến thành nước sơn họa đi ra dáng vẻ. Này tượng Phật bên trong có phải là ẩn dấu cá nhân a? À? Một cái bóng chày đội viên bỗng nhiên táo bạo lên, ta mới không tin trên đời có quỷ quái, nhất định là có người ở giả thần giả quỷ. Hắn vừa nói trước một bên xoay vòng cầu bổng hướng về này tượng Phật vọt tới. Bóng chạy đội bình thường đối chạy bộ tốc độ đã có đặc huấn, này cầu thủ đột nhiên gia tốc chạy tới, đại gia hoàn toàn không có phòng bị, liền nhìn thấy hắn lập tức liền đem cầu bổng nặng nề đánh vào tượng Phật trên người, phát sinh trầm một tiếng hưởng. Chớ làm loạn. Lương Băng vội vã hô một tiếng, thế nhưng đã chậm. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang lanh lảnh, có món đồ gì rơi xuống đất. Thẩm phong giác dùng đăng chiếu một cái, nhìn thấy một đoạn tượng Phật đoạn chỉ, hẳn là này cầu bổng đánh xuống. Tượng Phật đại thể đều là đất nặng Bồ Tát, bị cắt đứt ngón tay cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Là thật sự tượng Phật, Lương Băng nói rằng, đại gia cũng không muốn lại săn bậy. Tất cả mọi người hơi thở vào nhẹ nhõm, lại nghe thấy có người lại hét trầm lên. Tượng Phật chảy máu. Này một cổ họng cả kinh nhân rơi mất hồn nhi, từ thần huy rung lập cập nhìn sang chỗ nào a à, chỗ nào chảy máu hắn chỉ nói vài chữ trong cổ họng như là đột nhiên bị món đồ gì kẹp lại cả người lùi về sau vài bước chúng ta đem tượng phật đánh ra huyết đây là muốn tao thiên khiển đi nhưng thấy này ngón tay đứt trời địa phương đang có một luồng dòng máu chậm rãi chảy xuống tí tí tách tách rơi trên mặt đất ba tháp ba tháp hưởng không chỉ có như vậy này tiệt rơi trên mặt đất ngón tay cũng bắt đầu chảy máu lúc trước cái kia bóng chày đội viên lập tức lại giơ cây gậy xông lên trên ta liền nói bên trong tàn có người nói xong hắn lại một gậy tử nặng nề đánh ở tượng phật trên người cái khác mấy cái đội viên tựa hồ chịu đến cổ động một bên ồn ào trước để ngươi giả thần giả quỷ một bên tất cả đều vung vẩy trước cầu bổng vọt tới ngoại trừ liều mạng ngăn cản nhưng không dùng được lương băng cùng trốn ở một bên gào khóc nữ đội cổ động viên trường ở ngoài, cái khác sáu người dùng sức đánh trước tượng Phật, nhất thời mảnh vỡ bay loạn. Bạch Khải đem vu tiểu quân ngăn ở phía sau, miễn cho tung tóe mảnh vỡ thương tổn được nàng. Từ thần huy xoay người, che chở kỳ kỳ, trong miệng lầm bầm. Đây là đại bất kính A. Tượng Phật bị đánh thành vài khối, từ bàn thờ thượng rớt xuống, càng là rơi nát tan, bên trong nào có nửa bóng người kích động những người trẻ tuổi kia dừng lại động tác, đứng ở bên cạnh thở dốc, trong lòng càng nhiều chính là kinh hoảng. Người đâu? Một người nói rằng, căn bản cũng không có nhân a. Ta thế nào cảm giác vừa nãy đánh không phải này đất nặng tượng Phật, càng như là đánh vào da thịt mặt trên, còn có chút mềm mại. Chúng ta sẽ không phải thật sự đắc tội rồi bồ tát chứ? Nói hưu nói vượng cái gì đây? Đầu lĩnh người trẻ tuổi nói rằng, các ngươi mình nhìn này rõ ràng chính là bùn đất làm thành tượng đắp mà thôi. Chúng ta là chủ nghĩa duy vật thanh niên, biệt mình dọa mình. Trên đất mảnh vỡ cùng tượng Phật tàn chi rải rác đất đâu đâu cũng có, mọi người dần dần bình tĩnh lại. Vu tiểu quân bỗng nhiên nghe thấy được một luồng mùi vị quen thuộc. Đó là dày đặc mùi máu tanh. Có người kêu lên sợ hãi. Trên đất có huyết. Đâu đâu cũng có huyết. Đại gia cầm đăng hướng về trên đất chiếu một cái, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Trên đất những kia đất nặng mảnh vỡ đều đang đang chầm chậm chảy ra máu, trên sàn nhà hồng hồng một mảnh, thậm chí trên vách tường đã tung tóe lên vết máu, chính đang chầm chậm, chậm chảy xuống. Tại sao lại như vậy? Lương băng sắc mặt trở nên bắt đầu kinh hãi. này trong tháp đến cùng có cái gì? Thẩm phong giác thấp giọng nói rằng, quái vật, vu tiểu quân tức cao giọng. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, tới trước tầng tiếp theo đi. Mọi người ai cũng không muốn ở đây ở lâu thêm, đã tranh nhau chen lấn dọc theo cầu thang chạy xuống. Bởi vì quá mức kinh hoảng, có người ở tầng tiếp theo căn bản không có dừng lại, tiếp tục trực tiếp hướng về tầng tiếp theo chạy trốn. Chờ vu tiểu quân mấy người tiếp tục đi thời điểm, phát hiện bóng chày đội chỉ còn dư lại bốn người. Mặt khác bốn cái đã sớm đi tầng tiếp theo, chúng ta hiện tại cũng muốn đi tìm bọn họ, nữ đội cổ động viên trường một mặt sợ hãi không thôi, sầu khổ không thể tả. Lương băng cũng xuống. Đối, hắn cầm đăng, mấy người kia tự trước xuống. Nữ hài nói rằng, chúng ta không đuổi kịp, xem thấy các ngươi mang theo đăng ở phía sau, vì lẽ đó dừng lại chờ. Vu tiểu quân hướng về bốn phía nhìn một chút, tầng này quả nhiên không có tượng Phật. Nàng nhíu mày. Mấy người kia quá nóng ruột, tầng tiếp theo là có tượng phật bọn họ liền tiếp tục như thế e sợ lại muốn có chuyện hiện tại mọi người đều biết này trong thác tượng phật có vấn đề từ thần huy than thở chúng ta đã đắc tội rồi thần phật lúc này sợ là muốn xong đời bạch khải bỗng nhiên nói rằng ngươi không cần lo lắng này bên trong không gian có nhiều như vậy quái vật thần phật đại khái là sẽ không tới bằng không bọn nó sẽ làm nhiều như vậy nhân bạch bạch chết đi sao từ mập mạp thở dài. Chúng ta hiện tại muốn đến tầng tiếp theo sao? Chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Bọn họ dọc theo cầu thang đi xuống, bóng chày đội bốn người theo sau lưng. Từ thần huy bả vai kỳ kỳ vốn là vẫn nằm úp sấp bất động, lúc này bỗng nhiên đem thân thể đứng thẳng lên, yên lặng nhìn về phía trước. Nàng bám vào từ mập mạp bên tai nhẹ giọng nói rằng. Thứ tư. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Đại mạc cổ tháp mị ảnh 8 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mấy người bước nhanh đi xuống lầu dưới, này tới trước bốn người chính đứng tại chỗ dựa vào nhau hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không dám tách ra hành động. Lương băng dơ đăng, nhìn thấy vu tiểu quân bọn họ, trên mặt vẻ mặt rõ ràng trở nên ung dung lên. Thẩm phong giác mắt sắc, Tiến lên tóm chặt lương băng chất vấn. Này đang xảy ra chuyện gì? Ti sáng không đúng lắm, làm sao trở tối? Lương băng ngạc nhiên. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Đây là ta đăng, thẩm phong giác căm ghét mà nhìn hắn, dùng hết cần phải trả. Ồ! Lương băng có chút lúng túng, vừa nãy không cẩn thận té lộn mèo một cái, đang rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất. Thẩm phong giác thịt đau cực kỳ cẩn thận một chút nhi, ném hỏng liền không có cách nào dùng. Lương băng cảm thấy hắn có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là nại trước tính tình nói rằng. Xin lỗi a, à, này đăng bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi. Thẩm phong giác nộ. Bồi. Ngươi thường nổi sao. Lương băng cũng sinh khí, đưa tay móc ra bóp tiền, rút ra vài tờ bách nguyên đại sao. Này không phải là cái cỡ lớn ánh huỳnh quang bổng sao. Có thể trị bao nhiêu tiền. Thẩm phong giác chọc đem đăng đoạt tới. Ngươi gặp qua như vậy ánh huỳnh quang bỗng sao? Được rồi, được rồi, ngươi biệt dùng. Hắn quay đầu nhìn thấy nữ đội cổ động viên trường liền đứng ở bên cạnh, tiện tay đem đăng kính đáo đưa cho nàng. Vẫn là cô gái cầm khá là yên tâm. Lương băng trừng mắt mắt, người trẻ tuổi thì có điểm muốn nổi nóng, nhưng mà có người lôi hắn một hồi. Làm sao hội té lộn mèo một cái? Vu tiểu quân đứng bên cạnh hắn hỏi. Lương băng sắc mặt nhất thời hòa hoãn lại, hắn hướng về vu tiểu quân bên người tập hợp tập hợp, nhỏ giọng nói rằng. Vừa nãy không biết là món đồ gì bán ta một hồi, liền ngã chổng vó. Vu tiểu quân cúi đầu ở trên sàn nhà nhìn một chút, mặc dù là củ nát không thể tả lạc mãn cát vàng cho bụi, thế nhưng mặt đất bằng phẳng không có bất kỳ nhô ra. Nàng lại hỏi một câu. Ngươi ngã chổng vó thời điểm, đèn tắt sao? Ách, lương băng có chút lúng túng, Hắn liếc mắt một cái cách đó không xa thẩm phong giác, nhỏ giọng nói rằng: "Ngươi đừng nói cho hắn a, à, không phải vậy hắn lại muốn nói đạo." Vừa nãy này đang rơi trên mặt đất liền diệt, ta xoa bóp nửa ngày mới lại sáng lên đến. Hắn có chút tức giận bất bình. Rõ ràng là này đăng chất lượng không được, khẳng định là quán vỉa hè hàng, có thể đắc cỡ nào. Hai người bọn họ thanh âm nói chuyện rất nhỏ, tự nhiên khoảng cách cũng rất gần. Vu tiểu quân chính đang suy tư. Bất thình lình từ phía sau thăm dò qua đến một cái tay, nắm ở bờ vai của nàng hướng về bên cạnh lôi kéo. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Khải đứng ở phía sau. Có phát hiện gì sao? Hắn bất động thanh sắc đẩy ra hai người trung gian. Lương Băng tự biết mất mặt, nói câu ta đi tìm đội hữu, sau đó xoay người ly mở ra. Tạm thời vẫn chưa thể xác định, Vu Tiểu Quân nói rằng, hắn nói mới vừa rồi bị bán một dao thế nhưng ta không thấy nơi nào có thể vấp ngã hắn bạch khải ánh mắt dò xếp một vòng chỉ chỉ ngay phía trước có thể hay không là cái kia vậy cũng là một vị tượng phật có điều tầng này không có bàn thờ tượng phật là trực tiếp để dưới đất vị này tượng phật hiện đứng thẳng tư thái một cái chân để dưới đất cái chân còn lại nhấc lên vẻ mặt hung sát tư thái chân thực tầng này trống rỗng ngoại trừ vị này tượng phật ở ngoài thực sự là không tìm được có thể vấp ngã lương băng đông tây này tượng Phật ly cầu thang rất xa a à. Vu Tiểu Quân dùng ánh mắt chất lượng một hồi khoảng cách lương băng hội chuyên môn chạy tới bị vấp ngã sao Bạch Khải cười khẽ này lẽ nào là tượng Phật mình chạy tới hai người liếc mắt nhìn nhau bỗng nhiên đã không cười nổi ta chú ý tới một cái chi tiết nhỏ Vu Tiểu Quân nói rằng mỗi đến tượng Phật tầng này đăng đều sẽ tắt một lần Ta luôn cảm thấy chính là trong nháy mắt đó ra sự. Ra chuyện gì? Từ thần huy âm thanh ở hai người phía sau hưởng lên. Bóng chạy đội người chính đang chung quanh kiểm tra, hắn mang theo kỳ kỳ không chuyện làm, nhìn thấy hai người trẻ tuổi dựa vào nhau nói chuyện, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác thỏa mãn. Chính là loại kia lão nhân gia xem thấy mình tác hợp tiểu tình nhân thành đôi thành cặp cảm giác thỏa mãn. Vu tiểu quân quay đầu lại liếc mắt nhìn từ thần huy ra hiệu hắn tới gần một ít. Chúng ta đang nói này tượng Phật sự tình. Từ mập mạp hai tay tạo thành chữ thập. Sau lưng nói Phật tổ nói xấu không thể được a. À. Bạch Khải cười. Vậy ta phải nói cho Phật tổ ngươi ở phía trước mấy tầng ăn thịt. Biệt biệt biệt. Từ Thần Huy mau mau kéo hắn. Ta lén lút ăn. Phật tổ không biết. Lần này liên hắn trên đầu vai kỳ kỳ cũng không nhịn được mỉm cười. Từ mập mạp lúng túng cụ một tiếng. Đổi chủ đề. Này tượng Phật làm sao? Vu Tiểu Quân nói rằng, chúng ta bây giờ hoài nghi. Trong đám người này quái vật là tượng Phật biến. Mị nó. Từ thần huy ngẩn ngơ, trong lòng run sợ nói rằng, này trong tháp tượng Phật đều là quái vật. Chỉ là suy đoán, Bạch Khải nói rằng, hiện nay đến xem, loại khả năng này là to lớn nhất. Từ mập mạp nhỏ giọng nói rằng, Kỳ Kỳ nói hiện tại có chừng bốn cái quái vật vu tiểu quân nặng nặng ngón tay của chính mình vậy thì không sai rồi cho đến bây giờ chúng ta gặp phải bốn cái tượng phật mà mỗi một lần gặp phải tượng phật tần trệt đã sẽ xuất hiện tình hình những quái vật này liền trà trộn vào đoàn người vậy cũng không đúng vậy từ thần huy đưa ra dị nghị nếu như nói trà trộn vào đến rồi bốn cái quái vật vậy hẳn là thêm ra đến bốn người mới đúng vậy hiện tại rõ ràng một cái không thêm một cái không ít bóng chày đội viên ngay ở cách đó không xa, rất dễ dàng đếm rõ ràng. Có thể những quái vật kia bám thân ở bốn cái đội viên trên người. Vu Tiểu Quân nói rằng, bọn chúng không có thực thể, chỉ có thể mượn nhân loại thân thể hành động. Tên béo gật cù. Có chút đạo lý. Bạch Khải không nói gì, chỉ là đâm chiêu mà nhìn trước mặt những người này. Nói tóm lại, trong đám người này khẳng định có quái vật, đây là không thể nghi ngờ. Vu Tiểu Quân nói rằng, chúng ta đắc hãy mau đem bọn chúng tìm trở về, sau đó làm hết sức rời xa. Bỗng nhiên, bên cạnh trong đám người truyền đến tiếng cãi vã. Chúng ta không thể tiếp tục đi xuống mặt đi rồi, trên lầu đều là đi qua địa phương, sẽ không có vấn đề. Ngươi ở nói hưu nói vượng cái gì? Này tháp ra khẩu khẳng định ở phía dưới cùng, làm sao có khả năng hướng về thượng đi? Trong này có đồ ăn, cũng có nghỉ ngơi địa phương, Chúng ta nên chờ điện thoại di động có tín hiệu thời điểm báo cảnh sát, hoặc là chờ đại gia phát hiện chúng ta mất tích, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Tìm. Làm sao tìm được? Ai biết đây là nơi quái quỷ gì, bọn họ có thể hay không tìm tới còn là một vấn đề. Không tìm được chúng ta liền tiếp tục chờ trước, có đồ vật ăn liền không chết đói, ngược lại ta không muốn tiếp tục đi xuống. Bóng chạy đội 8 người giờ khắc này chia làm hai tổ, một tổ theo Lương Băng mà mặt khác bốn người thì lại lấy nữ đội cổ động viên trường dẫn đầu, lẫn nhau tranh chấp lên. Những này thằng nhóc con thực sự là xảo chết rồi. Thẩm Phong Giác từ bên vừa đi tới, đứng từ mập mạp bên người, vô tri. Ngươi so với bọn họ cũng không lớn hơn mấy tuổi a. À. Từ thần Huy phản bác. Đó là bởi vì ta dài đến tuổi trẻ. Thẩm Phong Giác không một chút nào cảm thấy mặt đỏ. Từ thần Huy trợn tròn mắt. Hành 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 ngươi trạm xa một chút. Làm sao? Thẩm phong giác đắc ý lên, sợ theo ta trạm đồng thời già nua. Không, ta muốn trước tiên thổ một chút. Vu tiểu quân sợ bọn họ hai đấu võ mồm tranh đấu ẩn, liền đổi chủ đề nói rằng. Này mấy tầng bích họa đã nhìn sao? Thẩm phong giác lắc lắc đầu. Không, đã chạy trốn quá nhanh, lại ra như vậy chuyện quá dị, có tâm tình đến xem. Được rồi. Có điều, ta vừa nãy liếc mắt nhìn, phát hiện cái kia đại quái vật thật giống chết rồi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Đại mạc cổ tháp mị ảnh chính Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chết rồi! Vu tiểu quân lấy làm kinh hải, chết như thế nào? Nó không phải mạnh mẽ nhất quái vật sao? Ta vừa nãy liền nhìn lướt qua, thẩm phong giác cầm đăng soi rọi, bức họa kia ở tượng Phật bên cạnh, ta lại qua xem một chút. Hắn vừa định hướng về bên kia đi vài bước, bị từ thần huy kéo. Ngươi điên rồi sao? Từ mập mạp hạ thấp giọng, chúng ta mới vừa rồi còn đang nói tượng Phật có vấn đề. Vấn đề gì? Thẩm phong giác vừa nãy không ở. Vu tiểu quân đem suy đoán kết quả nói một lần. Thẩm phong giác hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi, thế nhưng rất nhanh lại nói, Vừa nãy các ngươi cũng nói rồi, tầng này quái vật không phải đã lẫn vào đoàn người sao? Hiện tại tượng Phật hẳn là an toàn. Từ mập mạp đô lầm bầm nan, "Đi thôi, đi thôi, không chắc này tượng Phật lại đột nhiên biến thành quái vật, một cái đem ngươi nuốt xuống." Thẩm Phong giác không phản đối lắc đầu một cái, hướng về tượng Phật phương hướng đi tới, bên cạnh người trẻ tuổi còn ở cãi nhau, ai cũng không hướng về bên này nhìn nhiều. Bỗng nhiên có cái người trẻ tuổi cầm cầu bổng dùng sức vung vẫy một hồi. Có thế hắn vốn là chỉ là muốn cho hả giận, nhưng không nghĩ tới vừa vặn đánh vào thẩm phong giác trên người. Các ngươi đang làm gì? Thẩm phong giác bị đau gọi dậy đến. Này một bổng vừa vặn đánh vào trên cánh tay của hắn, đau đớn một hồi, không có tại chỗ gãy xương, đã tính là không tồi rồi. Ngươi mình bước đi không có mắt, trách ta lạp. Người trẻ tuổi kia không những không xin lỗi, còn nói năng lỗ mãn bởi vậy thẩm phong giác hỏa lớn lên các ngươi lại như thế xảo xuống nhất định sẽ đem món đồ gì đưa tới hắn bản ý là hù dọa một chút những người trẻ tuổi này thuận tiện thăm dò thăm dò bên trong đến cùng có hay không quái vật nhưng mà cái kia bóng chày đội viên trừng mắt hắn nói rằng nhanh lên một chút cút ngay thẩm phong giác nộ tiểu tử thúi miệng đặt sạch sẽ điểm thế nhưng đối phương nhưng đem cầu bổng nhấc lên. Chạy mau. Từ thần huy ở đằng xa gọi một tiếng, cái kia hỗn tiểu tử muốn đánh người. Thẩm phong giác cấp tốc lùi về sau một bước, cầu bổng cũng đã hướng về đỉnh đầu của hắn cấp tốc rơi xuống. Cũng còn tốt hắn động làm so sánh nhanh, né tránh như thế một hồi. Này cầu bổng lạc trên bả vai của hắn, nhất thời nửa người đã một. Thẩm phong giác lập tức xoay người liền chạy. Hắn suýt chút nữa đã quên, nơi này không phải là bên ngoài xã hội pháp trị. Ở bình thường xã hội ở trong, mọi người hội tự mình khắc chế, tuân thủ quy tắc, thế nhưng ở đây nhưng không nhất định biết. Làm một người tinh thần áp lực đạt đến cực hạn, có thể sẽ làm ra chuyện vô cùng nguy hiểm. Tỷ như ứng kích tính sát nhân. Thời điểm như thế này, người này tự quái vật không có gì khác nhau. Người trẻ tuổi kia dơ cầu bỗng hướng về thẩm phong giác đuổi tới, miệng bên trong mặt ôi ôi có tiếng, không biết ở nhắc tới gì đó tuy rằng những này vận động viên chỉ là nghiệp dư tuyển thủ có điều bình thường cũng đều có huấn luyện chạy bộ tốc độ bản thân liền so với bình thường phải nhanh thẩm phong giác rất nhanh sẽ sắp bị đuổi theo hắn cấp tốc chiếc xoay người tử chạy đến tượng phật bên người núp ở phía sau mặt đây là tầng này lý duy nhất có thể tránh né địa phương thẩm phong giác chung quy vẫn là không muốn đi cầu vô tiểu quân bọn họ hỗ trợ hắn tấm kia xuống miệng đem tất cả mọi người đều đắc tội nếu như chạy đi yêu cầu hỗ trợ nhất định sẽ bị trào phúng ngần ấy việc nhỏ chính hắn có thể làm được người trẻ tuổi đuổi tới tượng phật trước mặt dùng sức vung lên cầu bổng đánh tới thẩm phong giác vòng quanh tượng phật chạy quyển làm hết sức tránh né này cầu bổng một hồi hạ đã rơi vào tượng phật trên người vốn là chính đang cãi vã hai phe đã ngừng lại từ mập mạp đem kỳ kỳ giao cho bạch khải ôm ta đi giúp ban cái tiểu tử thúi kia, vạn nhất đánh chết liền phiền phức. Từ thần huy lắc lắc tròn vo thân thể chạy tới, vu tiểu quân đi theo phía sau của hắn. Chờ chạy đến tượng Phật trước mặt, từ mập mạp chỉ liếc mắt nhìn liền ngây người. Hắn dùng sức hô một cổ họng. Dừng tay. Cái kia bóng chạy đội viên như là làm như không nghe thấy, vẫn cứ vung vẫy trước cầu bổng một hồi một hồi, dùng sức mà tiếp tục đánh. Từ thần huy quay đầu hướng về phía lương băng gọi mau mau lại đây quản quản ngươi người, này tượng Phật lại xuất huyết. Lương băng như là như vừa tình giấc chim bao giống như vậy, mang theo mấy người xông lại, đem vung vẫy trước cầu bổng người trẻ tuổi đè xuống đất. Tượng Phật trên người xuất hiện vài nơi vết nứt, ngón tay cũng có không trọn vẹn, tổn hại nơi đã ở chảy ra ngoài huyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? À? Lương băng hỏi, ở tượng Phật bên trong rõ ràng không có cất dấu nhân, vì sao lại chảy máu đây? Vu tiểu quân muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại ngậm miệng. Nàng nhìn vị này chảy máu tượng Phật, đại gia đã tản ra, không nên đụng nó. Tất cả mọi người đã sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đứng lên đến lùi qua một bên. Vu tiểu quân nhìn này không ngừng chảy ra máu tươi, trong ánh mắt hiện ra khiếp sợ thần sắc hốt hoảng, đến cuối cùng hóa thành một loại khôn kể bi thương cùng thương hại. Chúng ta đi thôi. Nàng phất vất tay, chúng ta đến tầng tiếp theo đi lấy nữ đội cổ động viên trường cầm đầu bốn người phản đối nói. Chúng ta không muốn xuống chút nữa đi rồi. Tùy tiện. Vu tiểu quân nói thẳng làm, đại gia muốn đi hướng nào, liền đi hướng nào đi. Nữ đội cổ động viên trường xoa xoa lệ trên mặt. Cái này đăng ta có thể mượn trước dùng một chút sao? Sau đó nhất định sẽ còn cho các ngươi. Vu tiểu quân gật gật đầu. Ngươi trước tiên cầm đi. Bốn người kia dọc theo cầu thang hướng về mặt trên đi rồi, rất nhanh, tiếng bước chân biến mất ở mặt trên trong tầng nhà. Lương băng đi tới. Chúng ta muốn với các ngươi đồng thời đi xuống. Bởi vậy, toàn bộ bóng chày đội phân liệt thành hai cái. Bốn người đi lên, bốn người hướng hạ đi. Vừa mới cái kia ném bóng bổng đánh người đội viên như là khôi phục yên tĩnh, theo đội cổ động viên trường hướng về mặt trên đi rồi. Thẩm phong giác đi tới, lau mồ hôi trên mặt. Nguy hiểm thật. Sau đó hảo hảo quản quản ngươi khóe miệng. Từ thần huy nói rằng. Thẩm phong giác theo thói quen muốn phản bác. Thế nhưng cân nhắc đến vừa nãy tên béo lại đây cứu hắn. Phấn đấu quên mình xong lại. Liền gật gật đầu. Từ một tiếng ý tứ ý tứ. Bạch Khải đi ở vu tiểu quân bên cạnh. Cảm giác nàng tâm thần không yên dáng vẻ. Liền nắm chặt nàng tay. Ta vừa nãy khả năng muốn sai rồi. Vu tiểu quân thấp giọng nói rằng. Bạch Khải lôi kéo nàng, rơi vào đoàn người cuối cùng. Làm sao? Hắn dơ lên cầm của nàng, dựa vào ánh đèn, nhìn thấy nàng có chút sắc mặt tái nhợt, cùng với một tráng mồ hôi. Những quái vật kia căn bản là không phải phụ đến trên thân thể người, nàng âm thanh khàn khàn vô lực, bọn chúng trực tiếp treo đầu dê bán thịt chó, đem bốn người kia đổi rơi mất. Bạch Khải gật gật đầu. Kỳ thực ta cũng là nghĩ như vậy. Vô Tiểu Quân nhớ tới vừa nãy này máu chảy đầy đất cảnh tượng, càng thấy sợ hãi. Mấy người kia bị đã biến thành đất nặng tượng Phật, đánh nát chi hậu hội chảy ra máu, nói rõ bọn họ kỳ thực vốn đang là sống sót. Nàng âm thanh khẽ run, cũng lại nói không được. Bạch Khải động viên sờ sờ đầu của nàng, tiếp tục nói: "Vì lẽ đó cuối cùng giết chết hắn người, không phải những quái vật kia, mà là đồng bạn của bọn họ." Những người này ở biến thành Phật tượng chi hậu vẫn cứ tồn tại lại chết thảm ở bằng hữu côn bổng bên dưới tươi sống bị gõ thành mảnh vỡ mấy người này bỗng nhiên bị biến thành phật tượng vây ở tại chỗ không thể động đậy lại trơ mắt nhìn thân thể của chính mình vụn vặt này trung gian hoảng sợ cùng đau đớn thật sự không thế nào tưởng tượng được vừa nãy bọn họ ở tập thể chế tạo một hồi khủng bố sát nhân sự kiện đồng thời mắt thấy đối phương chậm rãi chết đi cho đến bây giờ bọn họ còn không nhìn thấy quái vật bộ mặt thật thế nhưng loại này cùng quái vật làm bạn cảm giác thật sự phi thường đáng sợ không biết một giây sau là ai tao loại độc này tay phía dưới tầng này vẫn cứ là trống rỗng không có thứ gì từ thần huy tiến tới hiện tại những kia đội viên tách ra trên lầu bốn người dưới lầu bốn người các ngươi nói một chút có thể hay không này bốn cái quái vật đã cùng nhau đây số may bọn họ cùng này bốn cái quái vật tách ra vận may không tốt Bên người này bốn cái tất cả đều là quái vật. Đợi lát nữa đến tầng tiếp theo, cầm cẩn thận trong tay đăng, tuyệt đối không nên tắt, ly tượng Phật xa một chút. Vu Tiểu Quân giao cho đạo, vạn nhất gặp phải tình huống thế nào, nhất định phải lớn tiếng kêu cứu. Nhưng nhìn tình huống vừa rồi, bị đổi người căn bản không có thời gian kêu cứu. Thẩm Phong giác dơ đăng quay một vòng trở về, đối Vu Tiểu Quân nói rằng: "Ngươi không phải hỏi ta cái kia đại quái vật chết như thế nào sao?" hả? Ta vừa nãy đến xem bích họa. Ở đại quái vật bên cạnh thi thể, xuất hiện cái kia hội phép thuật người, hơn nữa hung thủ chính là hắn. Hai người bọn họ không phải bạn rất thân sao? Thẩm phong giáp phân tích nói. Tư ta suy đoán, cái này hội phép thuật nhiều người bán là trong đó gian, cố ý cùng quái vật kia trở thành bạn tốt, mục đích chính là vì ở thời khắc mấu chốt cho nó một đau. Ồ! Vu tiểu quân than thở, Vậy này cái quái vật thật sự thật đáng thương. Từ thần huy lắc đầu nói. Này vừa nghe liền không phải Phật giáo cố sự, quá không thiện lương. Mấy người vừa nói, một bên chung quanh nhìn. Từ thượng một tầng bắt đầu, lương băng liền trở nên trầm mặt rất nhiều. Đại khái là bởi vì đội trưởng uy nghiêm bị hao tổn, hắn có vẻ hơi buồn bã yếu xìu. Tầng này rất nhanh xem xong, đại gia chuẩn bị hướng về tầng tiếp theo đi. Tầng dưới khẳng định là có tượng Phật. Bởi vì không xác định bốn người này ở trong có phải là có quái vật, càng lo lắng bọn họ biết tình huống chi hậu sẽ làm ra cái gì chuyện manh động, vì lẽ đó Vu Tiểu Quân chưa nói cho bọn hắn biết thật tình, chỉ để bọn họ đi ở phía sau cùng. Bạch Khải Cầm đăng đi ở trước nhất, Vu Tiểu Quân đi theo phía sau hắn, từ thần huy gánh kỳ kỳ cùng Thẩm Phong Giác đi ở phía sau. Trước sau trái phải đều là ánh sáng, Vu Tiểu Quân cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng mà đám người kia mới vừa bước lên tầng này sàn gác vài chiếc đăng đồng thời tắt xảy ra chuyện gì từ mập mạp gọi dậy đến tiểu tử thúi ngươi không phải nói cái này đăng sẽ không tắt sao thẩm phong giác cũng gấp đại gia nhiều hơn nữa ấn theo mấy lần có thể là bởi vì không khí không lưu thông vì lẽ đó đăng bên trong đặc chế vật liệu có chút vấn đề nhỏ lương băng cười trên sự đau khổ của người khác thực sự là thích nghe ngóng a à. Bạch Khải đột nhiên chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, hắn lập tức đưa tay kéo vu tiểu quân tay. Theo sát ta. Phía sau nữ hài không nói gì, chỉ mặc cho trước hắn lôi kéo. Chỉ chốc lát sau, hết thảy ánh đèn lần thứ hai lượng lên. Người này công nghệ cao ngoạn ý nhi không được a, à, từ thần huy biểu môi. Thẩm phong giác mạnh miệng. Vật này không phải ta phát minh, quay đầu lại ta đi hỏi một chút kỹ thuật bộ người làm sao sự việc các ngươi cơ cấu rất lớn mà, có bao nhiêu người? Đây là cơ mật. Thiết. Bạch Khải kéo qua Vu Tiểu Quân. Được rồi, không sao rồi. Hắn dùng ánh đèn chiếu một cái, thình lình phát hiện tầng này tượng Phật liền ở bên cạnh cách đó không xa. Đã cách nó xa một chút. Bạch Khải nói rằng. Vu Tiểu Quân cũng lui về phía sau lùi. Thẩm Phong giác một chút thoáng nhìn bên người trên tường bích họa, chăm chú nhìn thêm, tiến đến Vu Tiểu Quân bên người. Ta vừa nãy phát hiện, nội dung vở kịch theo ta tưởng tượng không giống nhau lắm ai, Người đoán cái kia đại quái vật đến cùng chết hay chưa? Vu Tiểu Quân biểu hiện rõ ràng sửng sốt một chút, rất nhanh lộ ra nụ cười. Quái vật mà, đương nhiên cũng là muốn tử. Bạch Khải bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Đại mạc cổ tháp mị ảnh 10 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm phong giác lắc đầu nói Lúc này ngươi khả đoán sai, quái vật kia không chỉ không có chết, hơn nữa hoặc rất khá Có điều ta cảm thấy nó thật giống đang trả thù xã hội, thật sự bắt đầu đại sát tứ phương Hắn nói một tràng, vu tiểu quân chỉ trở về một chữ Ồ Thẩm phong giác giận dữ Ngươi phản ứng này cũng quá bình thản đi nếu không là ngươi vẫn hỏi ta ta mới chẳng muốn đến xem đi từ thần huy ở bên cạnh nói rằng vừa bắt đầu không phải ngươi mình muốn đi nhìn sao nhưng là ta sau đó không muốn xem a à. thế nhưng trách nhiệm này rõ ràng ở ngươi trên người mình tại sao phải trách chúng ta tiểu quân muội muội ha tên béo ngươi này tâm thiên đến chỗ nào rồi bên trái a à, này không phải cơ bản thường thức sao từ thần huy cười ha ha lẽ nào ngươi không có hảo hảo trải qua tiểu học thường thức khóa sao? Ngươi mới là không có ở vườn trẻ học được bình đẳng người ngoài đi. Hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, lại xảo lên. Vu tiểu quân cười hít mắt đứng ở bên cạnh nhìn, hoàn toàn không có khuyên can ý tứ. Bạch Khải ánh mắt vẫn rơi vào Vu tiểu quân trên người, một lát sau, lại rơi vào vị này tượng Phật thượng. Hắn hơi miếm môi, khuôn mặt căng thẳng, như là đang suy tư cái gì bốn cái bóng chạy đội viên kiểm tra một vòng không có phát hiện bất cứ dị thường nào cuối cùng đứng tượng phật phía trước lương băng một mặt căm ghét nói rằng thật sự thật đáng ghét vật này thẳng thắn đưa cái này cũng đập phá đi cái khác ba cái đội hữu lập tức phụ họa cầm cầu bổng đi tới từ thần huy vừa nhìn tình hình này đã nghĩ tiến lên ngăn cản nhưng mà một người khác so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn trực tiếp che ở tượng phật phía trước đừng nhúc nhích cái này bạch khải nói rằng đem các ngươi cầu bổng thu hồi đến lương băng lùi về sau một bước hắn bên người đội hữu nói rằng chúng ta đã cảm thấy này tượng phật có vấn đề giữ lại chỉ sợ sẽ có nguy hiểm vẫn là đập nát khá là yên tâm không được bạch khải hoàn toàn không có tránh ra ý tứ này đội hữu bướng bỉnh lên các ngươi trước cũng đã nói nơi này có quái vật nói không chắc chính là những này tượng phật đây đúng, Vu Tiểu Quân bỗng nhiên nói rằng, trước vẫn không muốn nói cho các ngươi, cũng là lo lắng các ngươi sẽ sợ. Kỳ thực những này tượng Phật chính là quái vật. Nàng ngữ khí kiên định, vẻ mặt chăm chú. Thẩm Phong giác gật đầu nói. Cũng nên cùng này mấy cái tiểu tử ngốc nói rõ một hồi, các ngươi tốt nhất ly những này tượng Phật xa một chút, bằng không sẽ bị cuối người. Mấy người trẻ tuổi trên mặt lộ ra kinh hoảng biểu hiện, nhưng mà rất nhanh sẽ đã biến thành căm hận. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy, để ta đập phá nó." Lương Băng xông lại, muốn đem Bạch Khải đẩy qua một bên, lại bị hắn dùng xảo kình, ngã chổng vó đi sang một bên. "Các ngươi nhanh đi a." À. Hắn hướng về phía ba người kia hô. Mấy người này động tác rất nhanh, nhưng mà Bạch Khải động tác càng nhanh hơn. Dường như một cơn gió mạnh giống như vậy, hắn che ở tượng Phật phía trước, mà ba cái thật dài cầu bổng cũng nên đầu rơi hạ bạch khải một cái tay ngăn một cái nhưng vẫn bị cái thứ ba cầu bổng bắn trúng đầu nhất thời vụ một thanh âm vang lên từ mập mạp cũng đã vọt tới đỡ hắn bạch tiên sinh không có sao chứ lương băng lần thứ hai nắm chặt cầu bổng xông lại mặt khác ba cái người trẻ tuổi cũng đồng thời giơ tay lên trung cầu bổng từ thần huy ôm lấy bạch khải chúng ta trước tiên trốn trốn đi mấy người này điên rồi vì cái phá tượng phật không đáng Bạch Khải trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, chỉ lắc lắc đầu. Từ thần huy gấp đến độ muốn dậm chân. Bạch tiên sinh, ngươi không phải không tin Phật sao? Vì cái phá tượng Phật liều mạng đi tới. Hắn hướng về phía Thẩm Phong Giác cùng Vu Tiểu Quân hô. Hai người các ngươi đúng là lại đây giúp đỡ a. À. Hắn hô một tiếng, Thẩm Phong Giác cùng Vu Tiểu Quân mới hướng về phương hướng này đi tới. Từ mập mạp hơi có chút kỳ quái. Bởi vì thẩm phong giác không có sông lại xem như là bình thường tình hình, thế nhưng vu tiểu quân liền không đúng lắm. Trước một lần, cô nương này không phải sông lên phía trước nhất. Lúc này, hắn trên bả vai kỳ kỳ nhỏ giọng nói một câu. Tỷ tỷ biến thành quái vật. Từ thần huy sửng sốt một chút. Cái gì? Hắn kinh ngạc không ngớt nhìn chầm chầm vu tiểu quân xem. Bạch Khải chậm lại, thấp giọng nói rằng. Chân chính tiểu quân biến thành Phật tượng, nhất định phải bảo vệ. Ta ít. Từ thần huy đầu óc trong lúc nhất thời sẽ không xoay chuyển. Bạch Khải nói chắc chắn sẽ không giả, kỳ kỳ phán đoán cũng cũng không có vấn đề, như vậy cái này chính hướng về hắn đi tới cô nương là ai? Ngươi vẻ mặt quá khuếch đại, sẽ bị nhìn ra. Bạch Khải căng dặn một câu. Từ thần huy lập tức dùng tay ở trên mặt nặng nặng, lập tức lại giả vờ giả việc hô một tiếng. Họ thẩm, ngươi có thể hay không chạy nữa nhanh lên một chút, ngươi không trải qua tiết thể dục sao. Lúc này, lương băng bốn người lần thứ hai dơ cầu bổng vọt tới trước mặt. Bạch Khải một tay đẩy ra một cái, từ mập mạp dùng cả người đâm đến, vừa ồn ào trước. Hai người này thằng nhóc quy ta. Nhưng mà, hắn chỉ phá tan một người trong đó, một cái khác linh xảo né qua, lần thứ hai hướng về Bạch Khải trên người dùng sức kích đánh tới. Bạch Khải né tránh không kịp, mạnh mẽ đỡ lấy này một bổng đau đến hai đạo trường mi trứu ở cùng nhau quỳ một chân trên đất thẩm phong giác rốt cục chạy tới một cước đem cái kia đội viên đá văng ra đang muốn nói trào phúng đã thấy bạch khải biểu hiện thống khổ liền đem thoại thu về không có sao chứ thẩm phong giác ngồi sổng ở bạch khải bên người người đây là khổ như thế chứ không phải là cái tượng phật sao bọn họ muốn tạp liền để bọn họ ném tới từ thần huy từ dưới đất bò dậy đến hướng về bên này chạy tới Vu tiểu quân cũng đi tới nhưng chỉ đứng bất động được rồi chúng ta hiện tại bốn người đối phương cũng là bốn người cũng coi như là thế lực ngang nhau thẩm phong giác nói rằng phóng ngựa đến đây đi bỗng dưng hắn cảm giác được trên đỉnh đầu có đồ vật nhỏ xuống duỗi tay lần mò ẩm ướt trời mưa trò nước hắn tiện tay đặt ở mũi bên cạnh ngửi một cái cũng không phải huyết a à. Thẩm Phong giác ngẩng đầu lên, nhìn nhìn nóc nhà. Không có a. À. Ánh mắt của hắn hướng về thượng di, bỗng nhiên rơi vào tượng Phật trên mắt, nhất thời lùi về sau vài bước. Ta 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 mẹ nó. Thẩm Phong giác nói năng lộn xộn, lần này, tượng Phật lại rơi lệ. Bạch Khải vốn là quỳ ngồi dưới đất, nghe vậy lập tức đứng dậy, quả nhiên nhìn thấy phía sau đất nặng pho tượng con mắt chảy ra chất lỏng, xem ra như là ở rơi lệ như thế. Quả nhiên là quái vật, Vu Tiểu Quân nói rằng, nhanh lên một chút đem nó đánh nát đi. Từ thần huy đột nhiên nhào tới, đem Vu Tiểu Quân ấn theo nằm trên mặt đất. Ngươi mau đưa ta Tiểu Quân muội muội trả về đến. Bên cạnh Lương Băng trong tay còn giơ cây gậy, hắn ồ một tiếng. Các ngươi đang làm gì? Vừa dứt lời, phía sau đội viên bỗng nhiên vung lên một gậy, đem Lương Băng đánh ngã trên mặt đất, lập tức ngất đi. Ba cái đội viên cầm cây gậy cười gằn. Vu tiểu quân trên mặt cũng mang theo như có như không nụ cười. Ta rõ ràng. Từ mập mạp kêu lên, mấy người các ngươi đều là quái vật. Còn có một cái đây. Bạch Khải lạnh giọng hỏi. Một cái đội viên vương ngón tay, hướng về mặt trên chỉ chỉ. Thẩm phong giác rốt cục hậu tri hậu giác hiểu được, hắn trừng mắt vu tiểu quân. Ngươi lại là cái tây bối hàng, thật sự ở nơi nào đây? Ở nơi nào đây? từ mập mạp bi vẫn nhìn phía sau hắn tượng Phật. Thẩm phong giác ánh mắt rơi vào rơi lệ tượng Phật trên người, há to mồm. Ta trời ạ! À. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Đại mạc cổ tháp mỹ ảnh 11 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Từ thần huy vẫn cứ gắt gao đè lại trên đất vu tiểu quân. Ít nói nhảm, ngươi vội vàng đem tiểu quân muội muội trả về đến mập gia ta tạm tha ngươi một mạng tuy rằng biết rõ đối phương là quái vật nhưng bởi vì tướng mạo là bằng hữu của chính mình từ thần huy không có cảm thấy rất sợ sệt càng không có hạ nặng tay ha ha còn không biết là ai nhiêu ai một mạng ni vu tiểu quân cười lạnh một tiếng chỉ nhẹ nhàng hơi dùng sức liền đem từ mập mạp vứt qua một bên trên sàn nhà nửa ngày bò không đứng lên nàng đứng lên đến sờ sờ mặt của mình. Thân thể này không sai, ta vừa vặn cũng muốn thử một chút nữ nhân cảm giác. Bạch Khải thể lực vẫn không có khôi phục, hắn tựa ở tượng Phật trên người, nhìn trước mặt Vu Tiểu Quân. Các ngươi này không phải lần đầu tiên hại người chứ? Hại người? Vu Tiểu Quân khẽ mỉm cười, này trong tháp cổ thỉnh thoảng đã sẽ có người đi vào, chúng ta mấy cái bị vây ở trong tháp nhiều năm, thế nào cũng phải tìm điểm nhi nhạt tử nhìn bọn họ sợ đến thất kinh dáng vẻ còn vượt qua ẩn từ thần huy cả giận nói những kia đều là mạng người a à. mạng người thì thế nào Vu tiểu quân cười đến âm u ở trong mắt chúng ta nhân loại liền dường như dung dế giống như vậy sinh mệnh vừa ngắn ngủi lại hèn hạ một mực còn tự cho là lấy vi mình là thế giới chúa tể bạch khải cao mày quái vật này cùng Vu tiểu quân ngoại hình giống như đúc nói chuyện thần khí ngạo mạng vô lễ Giữa hai lông mày mang theo tàn ngược, thực sự là với hắn trong ký ức nữ hài một trời một vực. Hắn mở miệng. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Chúng ta đương nhiên muốn tự do, thế nhưng là bị vây ở trong tháp rất nhiều năm, căn bản không ra được. Vu Tiểu Quân cười nói, vì lẽ đó liền để nhân loại các ngươi cũng nếm thử, bị vây ở bùng trong pho tượng mặt tư vị. Thẩm Phong giác kinh ngạc nói. Các ngươi là bị vây ở này trong tháp cổ sao? Bạch Khải vấn đạo. Là ai đem các ngươi vây ở chỗ này? Trước hắn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng những quái vật này xem ra rất hung tàn, nhưng đều là bị vây ở một chỗ nào đó, không thể tự do ra vào, cũng không thể tự do kiếm ăn, chỉ có thể chờ đợi chờ những kia ngộ sông người tiến vào môn biến thành bọn chúng đồ ăn. Vạn nhất liên tiếp bên ngoài đường nối bị giam bế, những quái vật này chẳng phải là muốn tươi sống chết đói. Vu tiểu quân chỉ vào trên tường bích họa. Không phải đã họa ở trên tường sao? Thẩm phong giác sửng sốt một chút, vấn đạo. Lẽ nào là cái kia đại quái vật? Trung gian vài tầng hắn đều không nhìn kỹ, tỉ mỉ tình tiết cũng là kiến thức nửa vời. Vu tiểu quân không tỏ rõ ý kiến. Vấn đề của các ngươi quá hơn nhiều. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trên lầu một chút. Mặt trên mấy người kia rất nhanh cũng sẽ hạ xuống từ thần huy trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi ngươi muốn đem bọn họ đã biến thành quái vật sao bên cạnh một người trẻ tuổi trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn đâu chỉ là bọn họ một lúc liên mấy người các ngươi cũng đều sẽ biến thành quái vật hắn liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh kỳ kỳ ngoại trừ cái này nàng đã là quái vật kỳ kỳ lùi về sau một bước nàng đánh không lại này mấy cái quái từ thần huy đem nàng ngăn ở phía sau các ngươi những này coi trời bằng vung yêu ma quỷ quái có bản lĩnh hướng về phía mập gia ta đến bắt nạt tiểu nữ hài có gì tài ba sách sách một người trẻ tuổi nói rằng thật ngạc nhiên nhân loại còn muốn bảo vệ quái vật thực sự là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn vu tiểu quân nhìn chằm chằm vị này tượng phật đừng nói nhảm trước tiên đi đưa cái này bùng mụn nhọt đập phá thân thể này vốn là chủ nhân sẽ chết ta giữ lại chơi đùa thì ra là như vậy, Bạch Khải nói rằng, các ngươi không phải bám thân, cũng không phải biến thành. Nhân loại dáng vẻ, mà là đem linh hồn trao đổi. Không sai, coi như ngươi thông minh. Vu Tiểu Quân nói rằng, hiện tại bằng hữu của ngươi cái gì đều có thể nghe được cũng có thể nhìn thấy, chỉ tiếc không thể động. Vừa nãy mấy người kia bị chết thật thảm, liên xương đã vỡ thành cạn bã, đau đến phát điên, liên gọi đã kêu không được, thật sự thật đáng thương yêu. Từ thần Huy kêu lên: "Các ngươi thật vô liêm sỉ." Không ai phản ứng hắn, Vu Tiểu Quân đi tới té xỉu lương băng bên người, nhặt lên cái kia cầu bổng, hướng về tượng Phật vung lên. "Đập phá nó." Mấy người trẻ tuổi khí thế hùng hổ nhào tới. Từ thần Huy đem kỳ kỳ đẩy lên bên trong góc, lập tức chạy đến tượng Phật bên người, Bạch Khải đã đang ra sức ngăn cản, trên người đã trúng rất nhiều hạ. Thẩm Phong Giác rốt cục cũng chạy tới lập tức bị đập trúng một bổng, bưng đầu kêu một tiếng. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên, vu tiểu quân thừa dịp cơ hội, dùng sức bắn trúng tượng Phật. Bạch Khải kêu to lên. Cút ngay. Này một bổng đem tượng Phật chân đánh ra một vết nứt, không lâu lắm, liền có ân máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Bạch Khải tức giận nắm lấy vu tiểu quân, chuẩn bị đem nàng ngã chổng vó trên đất, nhớ tới thân thể này vẫn cứ là bản thân, động tác thượng thì có chần chờ, bị nàng một cước đá vào ngực về phía sau bay lên ngã trầm trên mặt đất từ mập mạp bị hai người trẻ tuổi vây công ông đầu nhưng chặt chẽ che ở tượng phật trước thẩm phong giác đem bàn tay tiến vào trong túi tiền trong miệng nói lẩm bẩm những quái vật này có sợ hay không nổ đạn a hạch đạn khinh đạn nguyên viên đạn không được không được ta không có quyền sử dụng hạng Ôi, em đi đau quá. Tình thế trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn nghiêng về một phía, mấy cái quái vật đem bọn họ hoàn toàn áp chế lại. Ha ha, theo ta đấu. Vu tiểu quân đứng tượng Phật trước, dơ lên cầu bổng, nhìn chầm chầm cặp kia rơi lệ con mắt, ta động tác sẽ khá nhanh, tận lực giảm thiểu nỗi thống khổ của ngươi. Nàng hét lớn một tiếng, vung lên cầu bổng đập xuống. Hầu như là trong nháy mắt, tượng Phật con mắt bỗng nhiên di chuyển, cặp mắt kia thình lình đã biến thành màu đỏ. Còn thân thể của ta, tượng Phật Trung phát sinh một tiếng gầm nhẹ, vu tiểu quân cả người không cách nào nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Nàng hướng về phía phía dưới ba người gọi, nhanh đến giúp đỡ. Mấy người trẻ tuổi từ bỏ công kích, hướng về tượng Phật đánh tới, nhưng trong nháy mắt bị đồng thời bắn bay, đụng vào tường. Tượng Phật con mắt màu đỏ nhìn chầm chập vu tiểu quân, nàng dùng sức giải dụa, nhưng không thể dời đi ánh mắt, chỉ có thể mạnh mẽ cùng nó đối diện. Xảy ra chuyện gì? Nàng hoảng loạn hô to, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Không có người trả lời nàng, vu tiểu quân điên cùng rống to. Thả ra ta a a a. Nàng gương mặt hầu như vặn vẹo biến hình, cả người phản phất co giật như thế, đứng tượng Phật trước mặt, không nhúc nhích. Từ thần huy bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngay người, nửa ngày mới phản ứng được, đột nhiên nhào tới, một phát bắt được vu tiểu quân cánh tay quái vật mau đưa tiểu quân muội muội trả về đến vu tiểu quân bị hắn tóm lấy trên mặt không vẽ mặt gì chỉ xoay đầu lại theo dõi hắn xem từ mập mạp trung cầm cập một hồi trước mặt cô nương con mắt đã đã biến thành màu đỏ đây là tình huống thế nào hắn há to mồm phía sau kỳ kỳ bỗng nhiên gọi dậy đến các ngươi mau vào nàng đứng bất động tại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ bởi trong tháp độ cao không đủ này nhà gỗ cũng so với trước nhỏ một vòng lớn thế nhưng đầy đủ trốn vào đi mấy người nhanh kỳ kỳ âm thanh non nớt vô cùng lo lắng từ thần huy quay đầu một cái ngăn cản nằm trên đất bạch khải cùng ôm đầu thẩm phong giác tiến vào nhà gỗ nhà gỗ cửa sổ thật nhanh toàn bộ khép kín hầu như là đồng thời bên ngoài vang lên tiếng vang kịch liệt như là tiếng đánh nhau, lại nương theo trước cuồng phong cùng các bay đá chạy, làm sao làm sao? Từ mập mạp muốn đem cửa sổ mở ra một cái khe, nhưng không thể ra sức. Quần trắng tiểu nữ hài ngồi dưới đất, vẻ mặt thống khổ, không nhúc nhích. Bạch Khải dựa vào ở trên vách tường, thở một hơi. Trước tiên biệt đi ra ngoài. Thẩm Phong giác lẩm bẩm nói: trước để ta lúc tiến vào, không nói hội xảy ra chuyện như vậy a. À không biết quá bao lâu, bên ngoài rốt cục khôi phục yên tĩnh. Kỳ kỳ một con ngã trên mặt đất, cửa sổ tất cả đều mở ra. Thẩm phong giác đi rồi hai bước, đứng cửa sửng sốt. Ngoài cửa khắp nơi bừa bộn, dường như tu la trường. Vị này tượng Phật đã đã biến thành mảnh vỡ, mấy người trẻ tuổi ngã trên mặt đất, nhìn dáng dấp cũng đã chết đi. Vu tiểu quân quay lưng trước bọn họ ngồi dưới đất, không nhìn thấy mặt. Bạch Khải đi lại bất ổn, đi tới phía sau nàng, đang muốn đưa tay, lại nghe thấy Vu Tiểu Quân nói rằng: "Đừng đụng ta. Ngươi trên đùi bị thương." Bạch Khải nhẹ giọng nói một câu, đem quần áo kéo xuống đến một khối, chậm rãi quấn ở nàng còn đang chảy máu trên đùi. Nhưng mà, có một giọt nhiệt nhiệt chất lỏng rơi vào trên mu bàn tay của hắn. "Ta đúng là cái quái vật." Vu Tiểu Quân âm thanh nặng nề, hơn nữa không biết là quái vật gì, hoàn toàn thống chế không được. Vừa nãy nếu như không phải bọn họ trốn vào kỳ kỳ trong nhà gỗ, khả năng cũng cùng chết. Không sao. Bạch Khải đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ, ta lại không sợ. Vu tiểu quân nằm ở trong ngực của hắn, nhắm hai mắt lại. Từ thần huy ôm kỳ kỳ đi ra, tiểu nữ hài đã thức tỉnh, chỉ là xem ra hết sức yếu ớt. Bạch Khải đem vu tiểu quân bối ở trên lưng, nói rằng. Chúng ta tiếp tục đi xuống đi chờ bọn hắn ly khai tầng này chi hậu, từ trên lầu đi xuống tới một người, trên mặt mang theo nghi ngờ không thôi biểu hiện. Lẽ nào là? Nó trở về. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Đại mạc cổ tháp mị ảnh 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đến đây, tám cái bóng chạy đội viên toàn bộ không thấy hình bóng, lại chỉ còn hạ vu tiểu quân bốn người mang theo cái tiểu quái vật kỳ kỳ. Bởi vì lo lắng lần thứ hai gặp phải những quái vật này, bọn họ tiểu tâm giật giật vừa đi vừa nghỉ. Vu tiểu quân trước sau có chút hỗn loạn, như là thoát lực giống như vậy, nằm ở bạch khải trên lưng, hầu như không nhúc nhích, nói chuyện với nàng cũng không phản ứng gì. Tiểu quân muội muội không có sao chứ. Từ mập mạp ôm tiểu nữ hài, vẻ mặt đưa đám, kỳ kỳ tình hình cũng không tốt lắm, không biết là ngủ, vẫn là ngất đi. Bạch Khải thấp giọng nói rằng, hai người đã quá mệt mỏi, chờ thêm tầng tiếp theo, đại gia nghỉ ngơi một chút. Căn cứ phía trước kinh nghiệm, tầng tiếp theo lại muốn xuất hiện tượng Phật, đại gia toàn thân đề phòng, từng bước từng bước đi xuống bậc thang. Thẩm phong giác đi ở trước nhất, nâng trong tay đăng, chung quanh soi rọi, kinh ngạc nói rằng, tầng này không có tượng Phật. Từ thần huy cũng khắp mọi nơi nhìn một chút. Còn đúng là ai? chỉ thấy tầng này trống rỗng mặc kệ là tượng phật vẫn là bàn thờ tất cả cũng không có lẽ nào là bởi vì tiểu quân muội muội đại phát thần uy vì lẽ đó những quái vật kia tất cả đều trốn đi từ mập mạp vui vẻ nhi tìm một chỗ đất trống đem áo khoác cởi ra trải trên mặt đất càng làm tiểu nữ hài thả đi tới thẩm phong giác tập hợp lại đây nhìn kỳ kỳ sắc mặt tái nhật này tiểu quái vật thời khắc mấu chốt còn rất ra sức từ thần huy không nhịn được phất phất tay. Điệt một câu một cái tiểu quái vật, nhân gia có tên tuổi. Vân vân vân, khả ái kỳ kỳ. Thẩm phong giác lầm bầm một câu, lại tiến đến bạch khải bên cạnh, nhìn thấy hắn ngồi dưới đất, đem vu tiểu quân ôm vào trong ngực. Vừa nãy thực sự là nhờ có nàng, thẩm phong giác ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn hai mắt nhắm nghiền vu tiểu quân, nàng đến cùng xảy ra chuyện gì a à? Không biết, bạch khải lắc đầu nói, ta chỉ biết là, mặc kệ nàng biến thành ra sao dù sao vẫn là cái kia vu tiểu quân thẩm phong giác hơi ngạc nhiên rất nhanh nói rằng vạn nhất nàng cũng là quái vật đây vừa nãy nếu không là cái kia kỳ kỳ giúp chúng ta rất khả năng ngay cả chúng ta đã chết rồi bạch khải không đáp thẩm phong giác thở dài ta biết ngươi cùng với nàng quan hệ không bình thường thế nhưng cẩn trọng một chút nhi đều là không sai ta trước liền cảm thấy kỳ quái như thế hung hiểm không gian, cô nương này lại có thể một đường đi tới đây hơn nữa không mất một sợi tóc, chuyện này căn bản là không thể. Bạch Khải liếc mắt nhìn hắn, chỉ chỉ Vu tiểu quân chân. Bị thương. Thẩm Phong giác không nói gì, này tính là gì thương? Chí ít không cục tay thiếu chân nhi chứ. Đặc biệt phía trước những kia hung tàn quái vật, có thể từ nơi nào xông tới, thực sự là không bình thường. Những quái vật kia chỉ là dáng vẻ đáng sợ mà thôi tịnh không có quá cao thông minh, Bạch Khải nói rằng, gần nhất mới thật sự là làm người sợ hãi, quái vật dài đến cùng nhân loại như thế, hơn nửa hội ẩn núp ở trong đám người. Nếu như đột nhiên hạ thủ, chúng ta ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn biểu hiện phức tạp nhìn vu tiểu quân. Ta cũng không thể bảo vệ nàng. Thẩm phong giác chỉ cảm thấy buồn cười, khoát tay nói. Nàng cần phải bảo vệ. Thôi đi. Bỗng nhiên, bọn họ chân xuống lầu bản khẽ chấn động lên, một hồi lại một hồi. Từ thần huy đứng lên đến. Làm sao? Hắn loạn trò loạn choạng không đứng thẳng được, không thể làm gì khác hơn là đỡ bên cạnh vách tường. Này tháp có phải là muốn sụp? Vu tiểu quân giật mình tỉnh lại. Cái gì? Bạch Khải ôm nàng, cẩn thận lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc. Như là có món đồ gì từ phía dưới tới. Thẩm phong giác lập tức nói rằng đối không làm được là cái đại quái vật từ thần huy vội vã đem kỳ kỳ liên quần áo dẫn người đồng thời ôm lấy đến vậy chúng ta nhanh lên một chút hướng về mặt trên trốn đi chấn động âm thanh càng lúc càng lớn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh như là có cái quái vật khổng lồ dọc theo cầu thang hướng về mặt trên chạy trốn bạch khải cắn răng một cái trước về mặt trên tránh một chút đoàn người vội vã theo cầu thang hướng về thượng đi đi ngang qua có chứa tượng Phật tầng trệt, sẽ nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng mảnh vỡ. Lúc đó không có cảm giác gì, bây giờ suy nghĩ một chút này kỳ thực là một cái bị đánh nát người, trong lòng không khỏi một trận buồn bã. Trên lầu không phải nên còn có bốn người sao? Thẩm phong giác nói rằng, không đúng, xác thực nói, hẳn là một cái quái vật cùng ba người. Có thế bọn họ còn ở phía trên đi, từ mập mạp thở hồng hộc, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, cái kia đội cổ động viên trường nên cũng bị quái vật đổi rơi mất, không đúng lắm. dưới lầu truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nặng, dừng lại bước chân thời điểm, thậm chí còn có thể nghe thấy một chút tiếng thở. Vu Tiểu Quân bị Bạch Khải bối ở trên lưng, nàng què oải nói rằng: chúng ta hiện tại đi tới cũng không cái gì dùng a, à, muốn đến phía dưới đi tìm thang máy mới được. ôi, ta tổ nải nải, hiện tại hạ đi sẽ chết thẩm phong giác nói rằng có thể trốn trước hết tránh một chút a à. thả ta hạ xuống vu tiểu quân nhẹ nhàng vỗ bạch khải bối nói không chắc ta có thể chống đối một hồi đừng nghịch bạch khải trầm giọng nói ngươi hiện tại liên bước đi khí lực đã không có không muốn cậy mạnh mấy người một đường chạy đến tầng cao nhất thẩm phong giác chạy đi kéo cánh cửa kia dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích ta đến từ thần huy đem kỳ kỳ giao cho hắn ôm thật vô dụng hắn mập mạp thân thể dùng sức đẩy kéo này môn, vẫn cứ không có tác dụng. Kỳ quái! Từ thần huy thiếp ở trên cửa lắng nghe, bên ngoài lúc ẩn lúc hiện có tiếng nói. Hỏng rồi, tên béo nói rằng, bọn họ từ bên ngoài đem đóng cửa lên. Thẩm phong giác xong lại vỗ môn. Mở cửa A. Bọn họ lúc ẩn lúc hiện nghe thấy cái kia nữ đội cổ động viên trường đang nói chuyện. Bên trong những thứ này đều là quái vật, tuyệt đối không có thế mở môn mẹ nó. Từ mập mạp tức chết rồi, chuyện này quả thật chính là vừa ăn cướp vừa la làng, nơi này chỉ có nàng là quái vật, lại còn có mặt nói chúng ta là quái vật. Dưới lầu tiếng bước chân càng ngày càng gần, cảm giác ngột ngạt cũng càng lúc càng lớn, nơi này không gian nhỏ hẹp, không cách nào tránh né, một mực lại chết sống mở cửa không ra. Xem ra hôm nay đại gia đã phải chết ở chỗ này. Tên béo lau mồ hôi trên mặt, cảm ơn đại gia mang theo ta đi rồi xa như vậy lộ thẩm phong giác cũng là một mặt tuyệt vọng. Cái này ủy thác thực sự là bồi lớn hơn. Bồi thêm một cái mạng. Hắn quay đầu nhìn vu tiểu quân. Tiểu quân muội muội, tiểu quân tổ tông, tiểu quân tổ nải nải, ngươi còn có thể biến thân sao? Đúng đúng, chính là biến thành mắt đỏ quái vật, đại khai sát giới loại kia. Vu tiểu quân vô lực nhìn hắn, thân thể trầm trọng, hầu như không cách nào nhúc nhích. Thẩm phong giác muốn khóc lại quay đầu sang hỏi quần trắng tiểu nữ hài tiểu tổ nải nải ngươi có thể đem cái kia nhà gỗ biến ra sao trốn một hồi cũng được a à. kỳ kỳ hầu như không mở mắt ra được suy nhược mà nằm ở từ thần huy trong lồng ngực trên tay trên đùi đều là vết thương thẩm phong giác bụng mặt hầu như muốn khóc hào lúc này xong đời a à. vu tiểu quân bỗng nhiên dùng tay nắm ở bạch khải cái cổ thấp giọng nói rằng kỳ thực ta còn có rất nhiều việc không nói cho ngươi. Bạch Khải hôn một cái trán của nàng. Còn có cơ hội. Hắn nói xong câu đó, hướng về phía đen ngòm cầu thang nói một câu. Đã đến thời điểm như thế này, ngươi vẫn cứ trong bóng tối ngồi yên không để ý đến sao. Tứ chu nhất mảnh tỉnh mịch, thẩm phong giác sửng sốt. Ngươi nói chuyện với người nào đây? Trong bóng tối truyền tới một âm thanh ta chỉ là muốn nhìn nàng còn có thể làm được một bước nào mà thôi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Đại mạc cổ tháp mị ảnh 13 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cổ tháp mặt đất lay động, dưới lầu bước chân nặng nề thanh vẫn còn tiếp tục hướng về thượng đi, nói chuyện người kia từ trong bóng tối đi ra. Hắn xuyên một cái mũ sam, nghiêng thân thể đứng thẳng, mũ trùng rất lớn, hầu như che đậy hơn nửa khuôn mặt, tia sáng lại ám, không nhìn thấy tướng mạo. Có điều, nghe thanh âm tuổi cũng không tính là đại. Vu tiểu quân vốn là biểu hiện mệt mỏi, nghe thấy người này nói chuyện chi hậu, nàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, nghi ngờ nói. Ta cảm thấy tiếng nói của hắn có chút quen thuộc. Bạch Khải hướng về người kia tiếp tục nói. Kỳ thực, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền ở ngay đây, có đúng hay không? người kia đứng bình tĩnh trước không nói gì cùng chấn động mặt đất hình thành so sánh rõ ràng từ thần huy trừng mắt hắn người này cũng là quái vật người kia cười lạnh một tiếng ta đương nhiên là nhân từ mập mạp nghi hoặc mà nhìn hắn vậy sao ngươi không sợ a à, nghe thấy không quái vật cũng sắp tới đây đợi lát nữa đại gia đều phải chết sạch quan còn có ngươi đến cùng là từ đâu nhi nhô ra người kia hừ một tiếng ngươi cho rằng ta rất muốn tới sao. Hắn chuyển qua đến nửa tấm mặt, mũ trùng hạ lộ ra nửa tấm đường nét lập thể khuôn mặt đến. Vu tiểu quân nhìn chầm chầm gò má của hắn. Ta đã thấy hắn. Bạch Khải gật gật đầu. Hắn chính là phong đô cao ốc nhân viên quản lý. Từ thần huy lấy làm kinh hải, thẩm phong giác cũng một mặt kinh ngạc. Vu tiểu quân nhìn chầm chầm phía trước. Đối, chính là hắn đem ta tuyển mộ đến, ta nhớ tới hắn thật giống gọi Kỷ tiên sinh. Lúc đó hắn xuyên chính là một bộ chính trang, anh tuấn kiên cường, khí chất bất phàm, cùng giờ khắc này tối tăm dáng dấp khác biệt rất lớn. Kỷ Diễn. Bạch Khải nói rằng, người ngươi muốn tìm tìm đã tới chưa? Kỷ Diễn không tỏ rõ ý kiến. Vấn đề này đều không quan trọng. Hắn liếc mắt nhìn Vu Tiểu Quân. Có điều nữ nhân này ngược lại thật sự là là ra ngoài dự liệu của ta không trách trước ngươi như vậy chắc chắn nàng còn rất có bản lĩnh bạch khải không nói đáng tiếc chính là kỷ diễn tiếp tục nói ngươi chung quy vẫn là hộ không được nàng bạch khải cắn răng đúng tiếng bước chân đã đến tầng tiếp theo từng bước ép sát cảm giác khiến lòng người tóc sợi đây từ mập mạp đem kỳ kỳ để dưới đất chờ một lát nếu như quái vật đến rồi ngươi trốn ở một bên không nên động thủ quái vật hẳn là sẽ không thương tổn quái vật đi. Quần trắng tiểu nữ hài liều mạng lắc đầu, không chịu đi. Thẩm phong giác nói rằng, trong bích họa đại quái vật như thường hội bắt nạt tiểu quái vật A. Vu tiểu quân đỡ bạch khải trạm lên, nhìn kỹ diễn. Ngươi biết rõ này bên trong không gian có yêu quái, nhưng còn muốn cố ý đem nhân đưa vào, đây là có ý định mưu sát. Kỹ diễn nhưng không phản đối nói rằng, có thể đi vào trong này đến người, đều là có nguyên nhân. Có mấy người muốn vào còn không vào được ni. Ngươi đến cùng là mục đích gì? Vu tiểu quân lại hỏi một câu. Kỷ diễn nghe thấy phía sau trầm trọng tiếng thở, nói rằng. Hiện tại không phải thảo luận vấn đề này thời điểm, vốn là ta là dự định xem các ngươi có thể giải dụ đến mức nào, thế nhưng hiện nay xem ra, nếu như ta không ra tay nữa, các ngươi ở tầng này nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Hắn đứng bất động, phía sau tối tăm tia sáng lý lúc ẩn lúc hiện lộ ra ra một cái khổng lồ đường viền. Vật kia ngẩng đầu lên, một đôi mắt phát ra hàng quang, nghiễm nhiên chính là cái to lớn quái vật. Mấy nhân loại ở trước mặt nó có vẻ vừa nhỏ bé lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt chờ tử vong phủ xuống. Quái vật trạm ở trong bóng tối, cùng những nhân loại này đối diện một lúc lâu, cuối cùng như là mất kiên trì, gầm nhẹ một tiếng, hướng về mọi người nhào tới. Bạch Khải lập tức đem Vu Tiểu Quân hộ vào trong ngực, từ thần huy từng thanh kỳ kỳ đẩy qua một bên, Thẩm Phong Giác thì lại nhắm hai mắt lại. Coi là lạp, ta trợ các ngươi đoạn đường. Kỷ diễn thanh âm vang lên. Tiếp theo bốn phía trở nên một vùng tăm tối, như là có cái gì đông si ở đại gia trên đầu, phô thiên cái địa. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cùng, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện chu vi cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Vu Tiểu Quân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này đã không phải đỉnh tháp, mà là một mảnh đất trống. Mấy người dơ đăng soi rọi, phát hiện mặt trên rồi lại có đỉnh, diện tích có ít nhất một cái bên trong sân bóng rổ lớn như vậy, còn có đường nối đi về phía trước. Đây là tầng thứ 8. Từ Thần Huy không dám tin tưởng, chúng ta có phải là đã đến tầng tiếp theo a? Nên không phải, Bạch Khải nói rằng, hắn không bản lãnh này Kỷ diễn lãnh trên một tiếng, nhưng không có phản bác, tương đương với ngầm thừa nhận. Hắn chỉ có thể mang người ở đồng nhất tầng di động, Bạch Khải nói rằng, 20 tầng thời điểm, hắn cũng đã giúp ta một lần, thế nhưng không có cách nào đưa ta về tầng 15. Từ thần Huy Hiếu Kỳ nói, nguyên lai cao ốc nhân viên quản lý cũng không phải vạn năng A. À. Đương nhiên không vâng. Kỷ diễn nói một cách lạnh lùng, ta lại không phải thần từ mập mạp hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi là phong đô cao ốc nhân viên quản lý, chẳng lẽ không là ngươi cố ý thiết trí tất cả những thứ này, đem người đưa vào uy quái vật? Không vâng. Kỹ diễn âm thanh lạnh nhạt, chức trách của ta chỉ là trông coi tòa cao ốc này, còn ai có thể đi vào không gian, vậy phải xem bọn họ bản lãnh của chính mình. Xem bản lãnh gì? Từ thần huy căm tức lên, nghe ý lời này của ngươi, thật giống đại gia rất muốn đi vào tự hắn ở đây lo lắng sợ hãi liều sống liều chết mới sống sót đi tới tầng này đúng là hoàn toàn không muốn vào đến vậy ta đây vu tiểu quân ngữ khí cũng có chút kịch liệt lên nếu như nói bọn họ là gặp may đúng dịp tiến vào không gian vậy ta chính là bị lừa gạt tiến vào kỹ diễn nhìn nàng một cái ta cái kia tuyển mộ thông báo cũng là trải qua tầng tầng sàng lọc số một người bình thường là không nhìn thấy cái kia tuyển mộ thông báo thứ hai coi như có thể nhìn thấy, cũng sẽ không có người tin tưởng hội có tiền lương mấy vạn thang máy viên chứ. Vu tiểu quân không nói gì, vì lẽ đó ta chính là cái kia oan đại đầu chi nhất. Ngươi phải tin tưởng, cõi đời này không có ngẫu nhiên sự tình, chỉ có tất nhiên kết quả. Mỗi người đi vào đều là có nguyên nhân, kỹ diễn lời nói mang thâm ý, sớm muộn ngươi sẽ hiểu ngươi tiến vào nguyên nhân. Vậy ta đây. Từ mập mạp gọi dậy đến, ta nhưng là cái thủ pháp công dân, không đã làm gì tội lớn sự tình tại sao ta muốn đi vào thụ loại này tội hắn vừa dứt lời bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một trận nặng nề gào thét với bọn hắn ở trong tháp cổ nghe được âm thanh giống như đúc nó liền muốn đuổi tới các ngươi nhanh lên một chút trốn đi kỷ diễn nói rằng nơi này là cổ tháp phía dưới địa cung ta cũng không biết đi về nơi nào hy vọng các ngươi có thể tìm tới chạy thoát ra khẩu vẫn im lặng không lên tiếng, Thẩm Phong giác liền vội vàng nói: "Ngươi thẳng thắng người tốt làm đến cùng, tiếp tục giúp chúng ta a." À. Kỷ Diễn lắc lắc đầu. "Thời gian của ta sắp đến, lập tức sẽ trở lại thế giới hiện thực lý, các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc." Dựa vào. Từ thần huy ồn ào lên, cái này nhân viên quản lý một chút bản lĩnh cũng không có, không cần với hắn phí lời, chúng ta đi mau." Nói xong, hắn xông lên trước, ông Kỳ Kỳ dọc theo đường nối hướng về trước chạy tới. Thẩm phong giác theo sát ở phía sau hắn. Bạch Khải lôi kéo vu tiểu quân đi mấy bước, quay đầu lại nhìn kỹ diễn một chút. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì nhân? Kỹ diễn lắc lắc đầu, thân thể bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Bạch Khải xoay người, lôi kéo vu tiểu quân chạy về phía trước. Kỹ diễn ở cuối cùng biến mất một sát na, ánh mắt rơi vào vu tiểu quân trên bóng lưng. Ta cũng rất muốn biết, nhiều như vậy niên chờ người đến cùng là ai trong cung điện dưới lòng đất đen kịt một mảnh ngoại trừ này vài chiếc đăng rọi sáng lộ ở ngoài cái gì đã không nhìn thấy bởi không gian quá lớn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bên vách tường trung gian là một con đường tiếng gào thét vẫn cứ không ngừng từ phía trên truyền đến âm thanh càng lúc càng lớn vật kia cũng càng đuổi càng gần từ thần huy thở hồng hộc nói rằng tầng này thực sự là quá gian nan ta cảm thấy chúng ta khả năng thật sự trốn không ra đừng nói như thế tan tức giận tên béo thẩm phong giác nỗ lực cho hắn tiếp sức nói không chắc vẫn chạy về phía trước liền đi ra ngoài vu tiểu quân tâm tình trầm trọng lẽ nào là bởi vì năm đó nữ lão sư nhân ta mà chết vì lẽ đó trừng phạt ta tới đây nhận hết thống khổ còn đem ta đã biến thành quái vật bạch khải lôi kéo nàng chỉ sợ không có đơn giản như vậy đỉnh đầu tiếng gào thét bỗng nhiên đình chỉ vật kia tựa hồ đình chỉ truy kích đại gia vẫn cứ không dám giảm bớt tốc độ chỉ liều mạng chạy đi nhưng mà lối đi này như là không nhìn thấy phần cuối giống như vậy phía trước vẫn luôn là hắc ám thẩm phong giác như là nhớ ra cái gì đó tiếc hận nói rằng đáng tiếc mặt sau bích họa đã không có cơ hội xem cũng không biết cái kia đại quái vật thế nào rồi ta cảm thấy nơi này quái vật cùng bích họa có rất nhiều quan hệ quan hệ gì? Từ mập mạp vừa chạy vừa thở dốc. Vừa mới cái kia giả tiểu quân nói, bọn nó là bị vây ở ở trong tháp cổ, hơn nữa nghe ý của nó, đã rất nhiều năm. Quái vật thời gian khái niệm khẳng định so với chúng ta trường, nó như vậy nói, chí ít cũng có hơn một nghìn niên mới đúng. Nói tiếp, ta đoán này trong tháp quái vật rất có thể là bị cái kia đại quái vật vây ở chỗ này, thẩm phong giác nói rằng, ta thậm chí cảm thấy này trong cao ốc mỗi một tầng quái vật đều là bị vây ở trong không gian. Bạch Khải gật đầu. Nói tiếp. Thẩm phong giác lại đắc ý lên. Tư suy đoán của ta, nếu như đúng là nếu như vậy, những quái vật này ăn thịt người có thể không phải thật sự đói bụng, mà là nhân vi bọn chúng vẫn đang tìm cách đi ra ngoài. Có ý gì? Tuy rằng ta không xem xong bích họa, thế nhưng ta suy đoán quái vật kia khả năng cuối cùng vẫn là chết rơi mất có thể hồn phách của nó tất cả đều rải rác ở thế gian, những này có rất chất người, chính là kế thừa đại quái vật một phần, chỉ có điều có nhiều một chút, có ít một chút. Tên béo ngoác mồm lè lưỡi chỉ vào mình. Ta cũng vậy sao? Thẩm phong giác cười ha ha. Ngươi khả năng kế thừa quái vật mập. Đi đi đi. Vì lẽ đó bọn quái vật sẽ tận lực đem nhân loại tiến vào tất cả đều ăn đi, vì chính là tìm tới quái vật, đồng thời lần thứ hai giết chết nó, bọn nó là có thể giành lấy tự do từ thần huy lần đầu xuất phát từ nội tâm thở dài nói ngươi thật là có thể biên thẩm phong giác biểu môi có điều ta loại này suy luận cũng có một vấn đề đến cùng là ai ở mỗi một tầng cung cấp đồ ăn mục đích chính là nuôi những nhân loại này cung quái vật ăn đi thật giống không phải vừa mới cái kia nhân viên quản lý vì lẽ đó ngươi xả nửa ngày đều là mù bài sao Ta cái này gọi là suy lý dòng suy nghĩ. Này rõ ràng là nói bậy tám đạo. Hai người chính đang đấu võ mồm, liền nghe thấy phía sau xa xa mà truyền đến một tiếng gào thét. Quái vật kia đã đuổi tới địa cung. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Đại mạc của tháp mị ảnh 14 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com phía trước là không nhìn thấy phần cuối hắc ám phía sau là không biết tên quái thú đuổi tận cùng không buông như vậy cảnh khốn khó dường như một cơn ác mộng làm sao đều không thể tỉnh lại này địa cung đến cùng lớn bao nhiêu a à, từ thần huy nói rằng cảm giác đã chạy một cái thế kỷ thẩm phong giác cũng uể oải nơi này thật sự hội có thang máy sao lừa người khác chứ gì từ mập mạp nói rằng ta đang nghĩ Ngươi kế thừa quái vật cái gì rất chất? Không có thứ gì, Thẩm Phong Giác lập tức nói rằng, ta cùng quái vật không có quan hệ, bởi vì ta là bị người vi đưa vào. Ngươi cái kia thần bí cơ cấu đến cùng là cái gì? Không có gì, Thẩm Phong Giác có chút ngạo mạn, ta duy nhất có thể nói cho ngươi, chính là công việc này có tiền, đặc biệt có tiền. Phốc ha 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 ha. Từ thần huy không nhịn được nở nụ cười. Thẩm Phong Giác bất mãn ngươi cười cái gì? Vu tiểu quân không nhịn được nói rằng. Từ đều là người không thiếu tiền. Thẩm phong giác không phục. Ta nhiệm vụ lần này thù lao là 5 triệu, có hiểu hay không? Chỉ cần ta có thể sống trước đi ra ngoài, 5 triệu tùy tiện hoa. Từ thần huy chỉ tay Bạch Khải cùng Vu tiểu quân hai người. Chỉ cần ta có thể sống trước đi ra ngoài, bọn họ thù lao là một cái ức. Hắn lại bổ sung một câu mỗi người một cái ức. Thẩm phong giác ngoát mồm lè lưỡi, không nói lời nào. Mấy người lại chạy trốn một lúc, con đường phía trước đột nhiên biến hẹp, còn ra phát hiện ào ào tiếng nước. Bạch Khải nói rằng, có nước chảy thì có thể thông đi ra bên ngoài, chúng ta hướng về dòng nước phương hướng chạy. Tuy rằng biết rõ bên ngoài là vô tận sa mạc, thế nhưng chí ít so với trước mắt không nhìn thấy phần cuối hắc ám, càng làm cho người ta phấn chấn một ít đi lên trước nửa chạy một đoạn đường trước mặt chúng nhân xuất hiện ba cái cửa ngã ba vậy phải làm sao bây giờ từ thần huy hầu như phát điên thẩm phong giác đem bàn tay nhập khẩu túi ta tìm cái đồng thời trắc lượng một hồi nơi này kỳ kỳ ngắt lời hắn nhìn cuối cùng bên phải con đường có thể nghe thấy được mùi vị của nước bạch khải vung tay lên đi bên phải đi thẩm phong giác không phục vạn nhất nàng chỉ sai rồi đây. Bạch Khải không ngừng bước. Kỳ kỳ ở trên hải đảo ngốc lâu như vậy, đối với mùi vị của nước sẽ không phán đoán sai lầm. Tiểu nữ hài cảm kích liếc mắt nhìn hắn. Tên béo chạy trốn sau khi còn không quên kiếp lệ. Chúng ta kỳ kỳ tối bỗng lạp. Tiểu tử đem mặt chôn ở bả vai của hắn, thẹn thùng. Thẩm phong giác môi giật giật, không nói gì. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình mới là mấy người này ở trong yếu nhất. Luận của cải không sánh được từ thần huy, luận năng lực không sánh được bạch khải, luận mạnh mẽ không sánh được vu tiểu quân, liên hắn đáng tự hào nhất công nghệ cao máy móc, cũng không sánh được một cái tiểu quái vật nhẹ nhàng động đậy mũi. Nguyên lai, hắn mới là cái này lâm thời thành lập lưu vong trong đội ngũ làm vô dụng một cái, những người kia rõ ràng có bản lĩnh, nhưng cái gì cũng không nói, cũng không với hắn tranh luận. Nước chảy âm thanh càng ngày càng tiếp cận, đại gia thoáng phấn chấn lên, dưới chân bước chân càng sắp rồi. Từ vừa nãy lối rẽ bắt đầu, vật kia tiến bước chân lại một lần biến mất rồi. Nó có phải là chạy sai đường? Từ mập mạp nhìn phía sau, tuy rằng một vùng tăm tối, thế nhưng có thể xác định không có ai. Này không phải càng tốt sao? Bạch Khải đáp. Bọn họ rốt cục nghe được tiếng nước chảy ngay ở phía trước cách đó không xa, liền đem trong tay đăng nâng cao chiếu quá khứ. Hoa nha, đây là cái gì? từ thần huy ngẩng đầu lên trừng mắt trước mặt có lầm hay không a à? trước mặt chúng nhân đã không đường thả đi cuối con đường là một vị to lớn tượng đá cùng trong tháp cổ không giống bức tượng đá này tịnh không phải tượng phật tạo hình nó thân hình to lớn dáng dấp quái lạ một con trường thả loạn tóc hầu như che đậy cả khuôn mặt vu tiểu quân nhìn chằm chầm tượng đá đây là trong bích họa mặt đại quái vật thẩm phong giác nói rằng quả nhiên có nó pho tượng, tòa tháp này nên theo chân nó có rất nhiều quan hệ. Từ thần huy cầm đăng tiến lên kiểm tra. Này thủy là từ trong tượng đá chảy ra. Chỉ thấy tượng đá nơi ngực có một cái cao bằng nửa người cửa động, thủy tự động trong miệng cuồn cuộn không ngừng chảy ra, ở bên dưới tượng đá hình vuông thành một dòng sông. Tượng đá hơn nửa người đã ngâm ở bên trong nước, cái kia cửa động vị trí ly thủy mặt không xa. Thẩm phong giác nói rằng, trong tượng đá hẳn là trống rỗng, nếu như có thể tiến vào cửa động, đi ngược dòng nước, liền có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Vu Tiểu Quân gật gật đầu, cầm đăng cẩn thận soi rọi. Này nước rất sâu thế nhưng cũng rất thanh triệt, có thể nhìn thấy tượng đá một bộ thể, trong nước không có bất kỳ ngư cùng sinh vật. Bơi qua đi. Nàng hỏi một câu. Bỗng nhiên, mặt đất lại bắt đầu kịch liệt chấn động lên, từ thần huy kêu một tiếng. Vật kia lại đuổi theo. Hắn để Kỳ Kỳ ngồi ở trên cổ, trầm một tiếng nhảy xuống thủy, hướng về cửa động bơi tới. Vu Tiểu Quân cũng nhảy xuống, Bạch Khởi cùng ở sau lưng nàng. Thẩm Phong giác từ trong túi tiền lấy ra tới một người tiểu tiểu máy móc, bãi trên đất, nhắc tới trước. Lúc này cũng phải nhường ngươi ăn chút vị đắng. Sau đó, hắn cũng nhảy vào trong nước. Mấy người bơi tới một nửa, phía sau truyền đến trầm trọng tiếng thở, vật kia đuổi tới. Đại gia không quay đầu lại, tiếp tục liều mạng hướng về trước du. Chỉ nghe đùng đùng vài tiếng hưởng, quái vật phát sinh vài tiếng nặng nề gào thét, chấn động đến mức nhân tê cả da đầu. Làm sao? Từ mập mạp thất kinh. Không có chuyện gì, ta đưa nó một phần lễ vật nhỏ, lẽ ra có thể tha mấy phút, đại gia động tác phải nhanh. Có thể a, tiểu tử, tên béo hào không keo kiệt ca ngợi chi từ, ra sức. Thẩm Phong giác khẽ hừ một tiếng mang theo tự hào cùng sung sướng. Mặc dù nói, chờ sau khi trở về, này bút hao tổn phí dụng hội từ trên người hắn thấu trừ, thế nhưng loại này cảm giác thỏa mãn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mấy người rốt cục bơi tới cửa động trước, từ thần huy trước tiên đem kỳ kỳ thả vào, thế nhưng rất nhanh sẽ bị vọt xuống tới. Chính đang hết đường xoay sở thời khắc, mỗi người cũng nghe được phổ thông một tiếng, đồng thời trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Phật kia hạ thủy. Ở trên đất bằng còn không cách nào ứng đối, ở trong nước chỉ có thể càng thêm gian nan. Mau mau nhanh. Từ thần huy kêu lên, lại tới một lần nữa. Chờ một chút. Vu Tiểu Quân bỗng nhiên nói rằng, ta nhìn thấy dưới nước mặt còn có một cái tượng đá. Bạch Khải nhìn kỹ một chút. Cái kia tượng đá cùng cái này là hoàn toàn đúng ứng. Vu Tiểu Quân nói rằng, hiện tại tất cả mọi người theo ta đồng thời tìm xuống nàng hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ thân thể không vào nước chung, hướng về phía dưới bơi tới. Bạch Khải không có nửa điểm do dự, lập tức cũng lặng xuống nước, cùng nàng một trước một sau song song. Từ Thần Huy nhìn một chút gần trong gan tất cửa động, cắn răng một cái. Đi. Bốn người cùng một cái tiểu quái vật ở trong nước chậm rãi lặng xuống, Thẩm Phong giác đăng ở bên trong nước cũng không có thụ đến bất luận ảnh hưởng gì, có thể rọi sáng một mặt thủy vực. Dưới nước tượng đá dần dần có thể thấy rõ ràng, nó dường như mặt trên vị này tượng đá hình chiếu, đầu hướng hạ sừng sững ở bên trong nước, xem ra quỷ dị mà lại sâu thẳm. Lúc này, một cái bóng đen to lớn từ bên người xẹt qua, đại gia đáy lòng phát lạnh, là cái kia đông tây đuổi theo. Trong nước thấy không rõ lắm dáng dấp của nó, thế nhưng loại này áp lực cực lớn, khiến cho nhân không thở nổi. Vu tiểu quân ngừng thở, hướng về tượng đá ngực vị trí bơi tới. Lúc này, bóng đen kia lần thứ hai xẹt qua, một cái cắn vào tên béo chân. Từ thần huy kinh hãi đến biến sắc, lập tức há to miệng, thủy lập tức quán tiếng vào, khiến cho hắn không thể thở nổi. Mấy người vội vã đuổi theo thi cứu, thế nhưng nơi nào bù đắp được một cái quái vật. Hơn nữa từ thần huy dưỡng khí tiêu hao hết, dĩ nhiên ngất đi, chờ một lát nữa, coi như không bị quái vật ăn đi, cũng sẽ chết đuối. Bạch Khải lấy ra dao găm hướng về quái vật nhanh chóng bơi qua đi, một đao đâm trúng quái vật, sau đó muốn đem từ mập mạp lôi đi. Nhưng mà này một đao tịnh không có đối quái vật làm thành bất cứ thương tổn gì, Bạch Khải vội vàng hướng sau bơi ra, quái vật kia cũng đã đuổi theo. Kỳ kỳ không cần hô hấp, nàng ở trong nước hướng một con bị kinh sợ chim nhỏ, vây quanh quái vật nhanh chóng bơi lội, muốn đem tên béo cứu trở về, thế nhưng không thể thành công. Thẩm phong giác đang muốn tiến lên, nhưng cũng bị quái vật vọt tới rơi ra thật xa đi. Hắn ý thức mơ hồ mà nhìn bốn phía, cục hứng nở nụ cười, nguyên đến mình dĩ nhiên là bị chết đuối, làm cái thủy quỷ nhiều sữa A, à, hắn hào quan hình tượng triệt để xong đời. Hắn thần trí không rõ nghĩ, nhìn thấy trước mặt một án đỏ. Đây là muốn lên thiên đường chứ. Đời sau cũng không tiếp tục tiếp ám võng sống. Phản phất quá cực kỳ lâu, thẩm phong giác lần thứ hai mở mắt ra, có người chính đang kìm hắn ngực phổi, để hắn ra bên ngoài thổ thủy. Bốn phía quen thuộc sắc điệu để hắn phản ứng lại, thang máy tìm tới. Bạch Khải chính đang cho hắn kìm, bỗng nhiên cúi đầu đến, giống như là muốn làm hô hấp nhân tạo, Thẩm Phong Giác vội vã giật giật, ra hiệu mình đã tỉnh rồi. Bạch Khải thả ra hắn, lại đi tới tên béo bên người. Thẩm Phong Giác tạm thời không có khí lực, hắn nằm trên đất, nhìn thấy tên béo hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự. Bạch Khải lại cho tên béo kìm đã lâu, rốt cục nghe thấy hắn qua một tiếng phun ra thủy đến. Thẩm Phong giác giác đắc mình một trái tim đột nhiên thả xuống, mập mạp này nên tử không được đi. Có điều, còn giống như thiếu người chứ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Vu Tiểu Quân tọa ở một góc lý, mặt chôn ở trên đầu gối, không nhúc nhích. Mà bé gái kia kỳ kỳ thì lại tỏa ở một chỗ khác lý, một lúc nhìn tên béo, một lúc lại nhìn Vu Tiểu Quân trên mặt lộ ra e ngại biểu hiện. Phát sinh cái gì? Thẩm Phong giác âm thanh khàn khàn, chỉ chỉ Vu Tiểu Quân, có phải là nàng đã cứu chúng ta? Đúng. Bạch Khải ngắn gọn đáp một câu, tiếp tục cho Từ Thần Huy làm xử lý. Quá tốt rồi, Thẩm Phong giác giả vờ ung dung, có đại lão ở chính là được, ta giác đắc mình còn có thể sống rất lâu. Hắn vốn là chỉ là đùa giỡn, nhưng nhìn thấy Vu Tiểu Quân ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, thẩm phong giác kinh hải phát hiện, nàng con mắt là đỏ như màu máu. Làm sao? Hắn khắc chế không trụ dời ánh mắt, nhỏ giọng hỏi. Bạch Khải thả ra tên béo, để hắn chậm rãi hô hấp, tiểu quân nàng. Xảy ra chút vấn đề. Đang khi nói chuyện, thang máy lần thứ hai ngừng lại, không có ai động đậy. Môn từ từ mở ra, thẩm phong giác nhìn ngoài cửa. Một cái hành lang, màu đỏ thảm, hai bên tất cả đều cửa phòng, mặt trên viết biển số nhà hào lần này thật giống là một quán rượu bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video